Hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái phần dẫn thiền của Tuệ Tường hướng dẫn chúng ta. Và em đang chờ, không biết là Tuệ Tường có xuất hiện ở đây chưa? Chưa có Tuệ Tường, anh Thịnh có thể mở giúp em một cái bài hát gì đấy trong lúc mình chờ được không ạ? Ok. Hay là mình tiết kiệm thời gian, mình chèn cái phần là mình vào chương trình luôn đi Tú ơi. Dạ vâng Bây ạ, anh giờ xem em đấy. ok. Anh Thịnh họ không có cái gì đó cũng thiện được đó chị anh. Nhưng mà tại tường thì thuyền chuẩn hơn chị mấy chị kia, thì tại mình anh chưa có đặt lên kế hoạch trước hết, cho nên là thôi thì mình lỡ lên kế hoạch rồi mình chờ tại tường đi, thì mình đi qua cái phần mà đúc kết sách của mình trước. Tiếp theo mời Tú. Anh xem giúp em cái nội quy với, em sẽ nói trước cái phần đó. Dạ, Bốn cảm mẹ ơn à. anh. Dù thế nào thì chúng ta vẫn luôn luôn tuân thủ những cái nội quy rất là quan trọng của hành trình dài. Vẫn là một cái buổi học với đầy đủ 4 F. Thứ nhất vẫn là văn hóa sổ bút đúng không ạ? Trên bàn của chúng ta luôn có sẵn những cái sổ bút hoặc là những tài liệu để chúng ta có thể ghi chép lại những cái điều quan trọng hay là những điều mà chúng ta tâm đắc. Và điều thứ hai đó là sự hiện diện. Hiện giờ thì em đang thấy con số danh sách cũng như là những người tham gia hành trình này đang ngày một đông lên rồi. Điều đó để chứng tỏ rằng là chúng ta đang cam kết cùng với nhau hiện diện ở đây, đặc biệt đó là đồng hành cùng với nhau. Văn hóa thứ ba đó là văn hóa sẵn sàng. Mặc dù là hôm nay là thứ bảy, thế nhưng mà chúng ta vẫn có mặt cho nhau và dành cho nhau một khoảng thời gian quý giá của mình cho hành trình. Đó là một điều mà ban tổ chức hết sức biết ơn và ghi nhận những cái sự có mặt của các anh chị. Và cuối cùng đó là sự cam kết khi chúng ta đã đề ra một cái mục tiêu cùng chung với nhau và cùng trải qua hành trình này, thì chúng ta cũng sẽ giữ cái sự cam kết này cho đến tận cuối hành trình đúng không nào? Và một lần nữa thì em xin được biết ơn tất cả anh chị có mặt trong buổi ngày hôm nay để có thể là cùng với nhau tiếp tục phê gen, bàn luận cũng như là chia sẻ cho nhau những bài học bổ ích thông qua 2 cuốn sách Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế Giới. Sáng nay thì bên K2 cũng đang họp cho nên là hơi bị vắng. Cả nhà giúp ban tổ chức gọi các nhà thành viên nhà mình dậy để mà tham dự cái buổi hôm nay, cũng hơi là cũng khá là chất lượng. Cả nhà mình chắc chờ thêm 2 phút để cả nhà mình cùng gọi các nhà mình vào nha. Hôm nay là mình có buổi thứ mấy trong hành trình này rồi anh Thiện nhỏ? Buổi thứ ba đúng không? Buổi khai giảng thì hôm nay là đúc kết tuần 2 nè, tuần Dạ. khai giảng rồi, cái này là tuần, hôm bữa là tuần 1, nay là tuần 2. Ô, Tạ Tường vào rồi, Tạ Tường vào rồi nha Tú ơi. Dạ vâng ạ. Tường ơi em sẵn sàng chưa? Dạ, người đợi em xíu nha. Em đeo cái tai nghe vào. Em xin được giới thiệu với cả nhà mình bạn Tuệ Tường, một trong những thành viên rất là một trong những thành viên phụng sự vô cùng là tuyệt vời của lớp Sở Cái Bụng, một trong những lớp học rất là nổi tiếng hiện nay. Và đặc biệt đó là Tuệ Tường là một cô gái sinh năm 98 nhưng mà trong mình đầy nội lực
và có rất là nhiều kinh nghiệm trong những lần dẫn thiền, trong những năm dẫn thiền, bởi vì là Vệ Tường đã là một người mà trải qua rất là nhiều khóa thiền mà bản thân mình cảm thấy rất là ao ước có thể được học giống như em ấy, được thực hành giống như em vậy. Ngày hôm nay thì Vệ Tường sẽ hướng dẫn chúng ta những cái phần thiền quan trọng cũng như là cơ bản mà hai cuốn sách Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc đã đề cập tới. Khi mà chúng ta có câu hỏi gì trong lúc thiền, thiền xong ấy ạ, chúng ta có câu hỏi gì hay là thắc mắc điều gì đó về thiền thì chúng ta cũng có thể hỏi Tuệ Tường được. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng với phần dẫn thiền của Tuệ Tường. Tuệ Tường ơi, chị mời em. Dạ. Em cảm ơn chị Tú. Chị có nghe rõ không ạ? Nghe rõ em ạ. Dạ. Đi này em xin lỗi cả nhà vì trễ vài phút. Thì tiếp sau đây thì chúng ta sẽ có một cái phần thời thiền khoảng 20 phút tĩnh lặng, thì để ngồi thiền trong cái sự thoải mái nhất có thể, thì em rất là mong thầy cô của mình có thể chọn cho mình một cái vị trí mà mình có thể cảm thấy là mình an toàn nè, ngồi thoải mái ổn định trong một thời gian dài. Rồi em mời cả nhà mình ngồi thẳng lưng lên để nghe một tiếng chuông và bắt đầu thời thiền hôm nay ạ. Em mời ban tổ chức thỉnh một tiếng chuông. Em mời cả nhà mình ổn định vị trí, từ từ khép mắt lại, cảm nhận một sự có mặt trọn vẹn với toàn bộ cơ thể này. Ban tổ chức giúp em tắt một số mic đang mở để đảm bảo cho đường truyền được tốt nhất. Hãy đảm bảo cho đầu, cổ và cột sống lưng của mình thẳng hàng, như đâm thẳng vào tầm trái đất, để cho luồng sinh khí có thể dễ dàng tuôn chảy từ trên đỉnh đầu đi xuống từng bộ phận đến từng đầu ngón chân. Ta có thể ngồi ở tư thế bán già, kiết già hoặc hai chân song song với nhau. Điều quan trọng là ta cảm thấy thoải mái, vững chãi và thảnh thơi để có thể ngồi trong một thời gian dài. Hai tay của ta có thể thả lỏng lên hai đầu gối, hoặc tay này để trên tay kia ở vị trí chính giữa, tạo một thế cân bằng, vững chãi. Cằm của ta có thể hơi hơi cúi xuống để cho đầu được nghỉ ngơi trên cổ. Ta cảm nhận một tư thế vững chãi như một ngọn núi, nhưng vô cùng thả lỏng và thư thả. Lúc này đây ta sẽ thực tập 3 hơi thở thật sâu. Ta hãy mời gọi tất cả tế bào của cơ thể lên thư giãn cùng ta theo từng nhịp hơi thở vào và từng nhịp hơi thở ra. Lần một, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra thư thái, nhẹ nhàng, đẩy hết tất cả những muộn phiền lo lắng ra bên ngoài. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng.
lần cuối. Hít vào một hơi thật sâu. Thở ra chậm rãi. Giờ đây, ta hãy đưa sự chú ý của mình đến từng bộ phận của cơ thể. Ta mời tất cả bộ phận của cơ thể thư giãn cùng ta. Từ vùng trán, ta thả lỏng vùng trán. Ta tiếp tục thả lỏng đôi lông mày. Đôi lông mày giãn ra. Ta tiếp tục thả lỏng đôi mắt. Ta gửi tình thương của mình vào đôi mắt này đã làm việc không ngừng nghỉ vì ta. Đôi mắt này đã có một số sự tổn thương nhất định. Ta hãy thả lỏng và gửi tình thương của mình. Cảm nhận sự dịu nhẹ. Ta tiếp tục thả lỏng đôi gò má. Ta khẽ một nụ cười hàm tiếu trên môi và cảm nhận sự giãn ra của toàn bộ khuôn mặt, đặc biệt là đôi gò má. Ta tiếp tục thả lỏng đôi môi này. Ta thả lỏng toàn bộ khuôn mặt này. Ta tiếp tục thả lỏng hai tay. Ta tiếp tục thả lỏng vùng cổ, hai vai. Ta cho phép đôi vai này được nghỉ ngơi trong chốc lát. Tạm buông xuống tất cả những dự án, những trách nhiệm, những lo âu. Cảm nhận sự thả lỏng hoàn toàn. Ta tiếp tục thả lỏng hai cánh tay. Hai bàn tay đến từng đầu ngón tay. Cảm nhận những vùng căng cứng trở nên dịu nhẹ hơn. Một cảm giác thoải mái và thư thái. Ta tiếp tục thả lỏng vùng ngực. Cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Đã làm việc không ngừng nghỉ từ lúc ta sinh ra cho đến tận bây giờ. Cảm nhận được tình thương. Hãy gửi tình thương và niềm biết ơn của mình đến với trái tim này. Ta tiếp tục thả lỏng vùng bụng, nơi đang ôm mắt tất cả các cơ quan nội tạng, làm việc 24/24 giờ. Cảm nhận từng sự phình lên, xẹp xuống, thả lỏng và thư thái. Ta tiếp tục đưa sự chú ý của mình ra vùng sau lưng, dọc theo cột sống lưng, từ vùng trên, giữa đến cuối lưng. Ta gửi tình thương của mình đến lưng của ta. Bởi sau một ngày dài, một thời gian dài làm việc, lưng của ta đã có những cái sự tổn thương nhất định. Ta cảm nhận những vùng tổn thương căng cứng đang từ từ trở nên dịu nhẹ hơn.
Ta tiếp tục đưa sự chú ý của mình đến vùng đùi. Thả lỏng vùng đùi. Thả lỏng từng bó cơ. Ta tiếp tục thả lỏng hai đầu gối, hai bắp chân, hai bàn chân và từng đầu ngón chân. Ta cảm nhận một sự thả lỏng đang diễn ra trong toàn bộ cơ thể này, từ trên đỉnh đầu xuyên suốt từng bộ phận đến từng đầu ngón chân. Ta hãy dành vài giây để cảm nhận trọn vẹn những cảm giác đang hiện hữu trên toàn bộ cơ thể ta và gửi tình thương sâu sắc của ta dành cho cơ thể này. Giờ đây ta sẽ thực tập quan sát hơi thở tự nhiên. Ta hãy chọn cho mình một vị trí mà ta dễ dàng quan sát hơi thở vào và hơi thở ra. Có thể đó là vùng dưới mũi, trên môi, vùng trong ống mũi hay sự phồng xẹp nơi ngực, bụng hoặc bất kỳ vị trí nào của cơ thể mà ta có thể quan sát được từng nhịp thở. Sau khi chúng ta thực hành phần thiền này, chúng ta có thể comment trong phần chat được không ạ? Có cảm thấy cơ thể được thả lỏng hoàn toàn hay không? Được thư giãn? Và sẽ có những người có thể là lần đầu tiên ngồi thiền 20 phút thì mọi người cảm thấy như thế nào? Nó quá dài hay là quá ngắn? Chắc là mỗi một người sẽ có những cảm nhận riêng. Thì xin mời các anh chị hãy check in cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình ngay bây giờ. Đây là một cách rất là tốt để chúng ta ghi nhận chính bản thân mình trên cái hành trình bắt đầu thực hành tỉnh thức. Chúng ta hãy ghi nhận những cái bước chân đầu tiên này bởi vì nó rất là quan trọng và chúng ta phải nhớ mãi. Bản thân mình thì mặc dù đã được tường dẫn thiền rất là nhiều lần, nhưng mà sau mỗi một lần thì đều cảm thấy rất là bình an, rất là thư giãn và thả lỏng. Cũng như là 20 phút cảm thấy trôi qua rất là nhanh. Hiện tại thì có thể ngồi thiền lâu hơn, có những ngày đã thử sức thì lên đến 45 phút. Thế nhưng mà khi mà được tường dẫn thì cảm thấy 20 phút trôi qua một cách rất là có ý nghĩa. Đặc biệt là vào mỗi buổi sáng khi mà chúng ta ngồi được như thế này thì cả cái ngày hôm đó chúng ta sẽ cảm thấy rất là bình an, cảm thấy quản trị cảm xúc của mình rất là tốt và mình xử lý những cái điều đến với mình ý, nó hoàn toàn là chủ động cũng như là rất là thư thái để đón nhận thôi, chứ sẽ không còn cái cảm giác khó chịu, bộc trực, quán tính hay là bất như ý xảy ra mà mình phản kháng lại với nó nữa. Đúng rồi đấy ạ, thoải mái và tỉnh táo đúng không ạ? Có ai cảm thấy bị buồn ngủ khi mà chúng ta đang thiền không ạ? Thời gian đi nhanh, cảm ơn cô Mão. Chúng ta cứ nói lên những cái cảm xúc và những cái điều diễn ra thật ở trên thân và tâm của mình trong 20 phút thiền vừa qua ấy. Bởi vì chỉ có mình mới biết được là những điều gì đang thực sự diễn ra trên thân và tâm của mình khi thực hành thôi ạ. Không ai có thể thay thế mình được cái điều này hết. Nếu mình gọi tên được nó lên, mình mô tả được nó và mình hiểu được nó thì dần dần mình sẽ cảm thấy rất là tinh tấn trên cái con đường thực hành này.
đầu gối có tê không, lưng có mỏi không, có bị cục xuống cục lên khi mà đang ngồi không, tức là buồn ngủ ấy ạ. Rồi có mắt có cảm thấy khó chịu khi nhắm trong thời gian lâu không. Tất cả những điều như thế chúng ta đều cần phải ghi nhận đúng không ạ? Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đúc kết của mỗi một tổ. Trong tuần này thì mình đã ra một cái bài tập cũng khá là sớm so với dự định. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì khi mà chúng ta đọc gần xong cái cuốn sách đầu tiên rồi thì việc chúng ta sẽ đưa ra cái dự định cũng như là cái kế hoạch để thực hiện nó sẽ rất là tốt và rất là dễ thôi. Lát nữa thì sau khi mọi người thực hành xong cũng như là đúc kết xong cái phần của mình thì em sẽ cho mọi người biết. Anh Thịnh ơi, em sẽ chia sẻ cuối cùng đấy. Em sẽ cho mọi người biết lý do vì sao mà em lại ra bài tập này, và chắc hẳn sẽ có rất là nhiều thầy cô thắc mắc cũng như là có những phần khó xử hoặc là cảm thấy rằng là mình rất khó để có áp dụng, có thể áp dụng ngay trong năm học này, ngay trong lớp của mình, thì mọi người cứ chia sẻ, em sẽ xin được giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Còn bây giờ thì em không biết là em sẽ gọi theo thứ tự tổ hay là chúng ta sẽ xung phong đây ạ. Có tổ nào xung phong trước không ạ? Quay số chứ, đợi mãi cả tuần mới được quay số thì nhỉ? Anh dạ. Thịnh ơi, anh phải ngồi quay số được không? Ok, được, được. Dạ, anh, dạ rồi ạ, anh Thịnh phút. Sẽ cho mọi người quay số ngay bây giờ đây ạ. Cô Mão đổi cái background cho nó dễ thương, cô Mão nhìn hội nghị em sợ quá. Hồi sáng nay mai thì chắc là sẽ có rất là nhiều trường khai giảng đúng không ạ? Được chưa Phúc ơi? Internet bên anh không có ổn định Tú ơi, cho nên là load cái bay nó không có được. Em record hả? Không, anh record được rồi. Đã. Vâng ạ, thôi được rồi. Mọi người hôm nay sẽ bỏ qua phần quay số. Và chúng ta sẽ có người có tổ đầu tiên chia sẻ, đó là tổ 5 của chị Anh Việt. Em mời chị ạ. Vâng ạ. Em chào các thầy cô ạ. Em xin phép thay mặt cho tổ 5 xin được trình bày cái phần bài tập của tổ, cũng như là mong muốn sẽ nhận được cái sự đóng góp của tất cả các thầy cô cho cái phần bài tập của tổ em. Chị xin được cấp hot để xin phép được xem màn hình ạ. Cấp rồi. Cấp rồi. Rồi ạ, nhà mình đã nhìn thấy cái màn hình của em chưa ạ? Thì theo cái bài tập mà cụ mình đưa ra ấy, là thiết kế một cái hoạt động tĩnh tâm vào đầu giờ học. Thì thực ra thì cái hoạt động này thì đối với trường Tuệ Đức và một số trường thì cũng tương đối là quen thuộc. Các thầy cô cũng đâu đó cũng cho học sinh ngồi tĩnh tâm trước giờ vào học để khoảng vài ba phút gì đó, thì cũng tùy cái điều kiện cũng như là tùy cái giờ đó là giờ gì. Ví dụ như là nó là một giờ chỉ có 45 phút thôi thì các thầy cô cũng sẽ có những cái khoảng thời gian phù hợp cho cái tiết học của mình, hoặc cũng có thể đó là giờ chào cờ hay là một cái hoạt động ở ngoài giờ. Thì đây là một cái trước hết thì đối với tổ 5 thì cũng thiết kế chung cho một cái hoạt động tĩnh tâm đầu giờ đối với tất cả các, có thể áp dụng vào tất cả các cái hoạt động của các con. Thì em cũng xin phép là được trình bày một số những cái coi như là đây là chúng em thiết kế dưới dạng như là một trong những hoạt động dạy học đấy ạ.
thì thiết kế giống như là một cái giáo án để nếu như mà các thầy cô nào đó có chưa áp dụng thì các thầy cô cũng có thể là dựa vào cái phần giáo án này thì mình có thể áp dụng vào cho học sinh của lớp mình. Đối với bản thân em thì đây thấy đây rằng đây là một trong những hoạt động vô cùng là thiết thực để cho các con có cái sự tĩnh trước khi vào những cái hoạt động chính ở trong lớp học. Vậy thì hoạt động này thì yêu cầu, mục đích yêu cầu và chuẩn bị như thế nào? Thứ nhất là về mục đích thì để học sinh trở về với cái sự chú ý và tập trung hơn sau giờ chơi cũng như là trước khi bước vào tiết học. Bởi vì các thầy cô biết rằng là đối với học sinh của mình khi mà ra chơi thì các con rất là động, tức là các con có những cái hoạt động rất mạnh, chạy nhảy nô nghịch, thậm chí là cãi cọ với bạn bè. Thì trước khi vào lớp có khi các con vẫn mang theo những cái cảm xúc đó, cho nên là để có một cái sự tĩnh lặng hơn, để các con sẽ tập trung vào cái tiết học của mình hơn, thì các thầy cô có thể cho các con ngồi tĩnh tâm. Và cái đối tượng ở đây thì chúng em thiết kế là có thể dùng cho học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Thậm chí là giáo viên học học sinh mầm non thì các con hoàn toàn có thể ngồi được, bởi vì là khi mà em về nhà chơi với cháu, những cái bạn nhỏ mới có khoảng 2 tuổi, 3 tuổi thôi, nhưng mà ngồi hoạt động mà tĩnh như thế này thì các bạn ấy cũng vẫn có thể ngồi được. Dưới dạng một cái trò chơi, mình nói giống như kiểu là trò chơi thử ngồi im như thế này xem là các con có ngồi được không. Nhưng mà trên lớp ấy thì các thầy cô cũng có thể hướng dẫn cho các con để trở thành một cái thói quen được. Đó là trước khi vào lớp thì mình có thể là ngồi tĩnh lặng để gọi là giống như kiểu là mình ngồi để bình an thôi, chứ không phải là thiền hay là cái gì. Nghe cái thiền thì nghe sợ là một số trường em thì, cái từ này nó đã là quen thuộc rồi, nhưng đối với một số những cái trường học khác, đặc biệt là những trường công ấy, thì các thầy cô hoặc là phụ huynh chưa quen với những cái thuật ngữ này thì các thầy cô có thể dùng khác đi, đó là mình ngồi bình an trước giờ học. Và để chuẩn bị cho cái hoạt động này thì các thầy cô có thể là chuẩn bị chuẩn bị chuông nếu như có, hoặc là nếu không thì có thể là sử dụng cái nhạc tĩnh tâm, nhạc thiền và lời dẫn thiền. Nếu các con ngồi trên gối thiền như thế này, như học sinh ở trường em đấy ạ, thì các con có thể ngồi ở trên cái tọa cụ này, hoặc là nếu không thì các con có thể ngồi trực tiếp xuống dưới sàn nhà cũng được, bởi vì cái thời gian ngồi của chúng ta không lâu, chỉ có 5 phút hoặc là 3 phút thôi, thì các con hoàn toàn có thể ngồi ở dưới sàn nhà. Hoặc nếu như các con đang ngồi ở trên ghế mà các thầy cô không muốn cho các con di chuyển nhiều sợ mất thời gian ấy, thì chúng ta cũng có thể là để các con ngồi nguyên ở trên ghế ở chỗ bàn học của mình. Không gian thì chúng ta cố gắng là trong cái thời gian mà tĩnh tâm như thế này thì mình sẽ chuẩn bị cái không gian tĩnh lặng. Ánh sáng thì tối đa là làm sao để cho đừng nhiều ánh sáng nhất. Bởi vì nếu như chúng ta để nhiều ánh sáng thì các con không khó trong cái việc tập trung. Bởi vì có một số bạn có thể là nhắm mắt, mà có thể là có một số bạn các bạn ấy sẽ mở mắt và nhìn xuống dưới sàn nhà. Thế thì mình không nên để cái ánh sáng quá nhiều ở trong lớp học, cái không gian ở lớp học. Để thực hiện cái phần này thì cô giáo đầu tiên sẽ mời các con ngồi ngay ngắn và thoải mái tại cái chỗ ngồi của mình. Các con ngồi đảm bảo làm sao đầu cột sống lưng thẳng hàng, đầu hơi cúi và cằm của các con thì hơi đưa ra một chút để mình tránh cái việc mà mỏi cổ. Thực ra thì cái việc này mình hướng dẫn học sinh ấy, để cho các con nếu như có ngồi lâu hơn thì các con sẽ cũng không cảm giác mỏi cổ, mỏi lưng. Ngồi 5 phút thì nếu với những cái bạn mà không quen ngồi thì các con ngồi cũng cảm thấy rất là lâu, chứ không phải là đơn giản giống như là chúng ta thường hay thực tập rồi thì chúng ta thấy rằng 2 phút đến 5 phút nó trôi qua rất là nhanh. Bước thứ hai thì cô sẽ mời các con lắng nghe một cái tiếng chuông. Và thực ra nếu như trước khi mà làm cái hoạt động này thì các cô có thể giới thiệu qua về cái tiếng chuông và cách thức các cô thỉnh chuông như thế nào, các cô đánh thức chuông, thỉnh chuông thì để cho các con làm quen với cái tiếng chuông và vì sao mình lại phải sử dụng tiếng chuông đó vào trong cái thời gian mà mình ngồi bình yên như vậy, để giúp cho các con có thể là đang rong chơi ở ngoài kia, mình có thể đưa tâm trí vào trong học của mình, đưa sự chú tâm vào cái tiếng chuông. Và sau đó bước thứ ba thì cô mời các con từ từ khép mắt lại.
Và cô hướng dẫn các con đưa cái sự chú tâm của mình bắt đầu vào, trở vào hơi thở. Và lúc đó thì đương nhiên là giáo viên sẽ cùng ngồi với học sinh, cùng nhắm mắt, cùng hít thở. Và thời gian của các con sẽ là vào khoảng 2 phút ban đầu hoặc là 3 phút trong những cái thời thở tiếp theo, hoặc là 5 phút tùy từng cái thời gian mà mình thấy nó phù hợp với cái thời lượng của tiết học của mình. Sau đó thì cô sẽ dẫn thiền chậm rãi và có thể thêm cái nền nhạc làm sao để cho các con cảm thấy bình yên nhất và thư thái nhất trong cái thời gian này, trong cái khoảng thời gian này. Và ở đây thì chúng em, đấy là các cái bước để thực hiện. Thì thực ra thì viết ra thì nó dài thế thôi, chứ còn khi mà mình bắt đầu làm thực hiện ấy, thì nó rất là đơn giản. Các cô mời các con ngồi xuống, và khi thành thói quen rồi thì các cô chỉ cần nói là chúng ta sẽ tĩnh lặng đầu giờ. Bây giờ các con sẽ lựa chọn cho mình chỗ vị trí ngồi thoải mái. Các con có thể ngồi ở trên ghế, ngồi ở dưới sàn nhà. Hai tay của các con có thể là đặt xếp chồng lên nhau, đặt ở vị trí cân bằng ở chính giữa. Hoặc là các con có thể đặt hai tay ở hai đầu gối để làm sao mình có cảm giác thư giãn và thả lỏng nhất, nhưng mà vẫn vững chãi nhất. Thì sau đó thì mình có thể có những cái lời dẫn để cho các con làm quen với hơi thở của mình. Thở vào thì ta biết ta đang thở vào, thở ra thì ta biết ta đang thở ra. Thở vào thì ta mỉm cười với hơi thở của mình, thở ra ta mỉm cười với hơi thở của ta. Hãy luôn luôn mỉm cười, hãy buông thư. Và ở đây thì các cô có thể thêm một số những cái lời nếu như mà mình muốn dẫn dắt vào tiết học, đặc biệt là đối với những tiết văn hay tiết công dân, thì các thầy cô cũng có thể là đưa các con đến với tiết học của mình cái phần khái quát nhất. Vì ở như trường em ấy, một số cô dạy văn ấy, các cô cho các con nhắm mắt lại và các con trở về quá khứ với những cái câu chuyện cổ tích rất là tuyệt vời. Đây là một trong những cái hoạt động mà rất là thường xuyên đối với lại học sinh trường Tuệ Đức. Thì ở đây nhóm 5 chúng em đối với cái hoạt động này thì cũng thiết kế đơn giản như thế, và các bước rất là dễ thực hiện, thì các thầy cô cũng có thể sử dụng để thực hiện vào trong lớp của mình. Và đây thì chúng em cũng đã một cái phần kết thúc là cô có thể thông báo là thời gian của chúng ta tĩnh lặng là đã kết thúc rồi, và cô có thể kết thúc bằng một tiếng chuông, hoặc là sau đó thì sẽ mời các con từ từ mở mắt, và sau đó các con cũng xả thiền và xoa hai tay vào nhau để tạo cái cảm giác thật là dễ chịu. Hồi hộp cho quý vị, hồi hộp. Vâng ạ. Thì nhóm 5 chúng em cũng đã chuẩn bị, nếu như các thầy cô cảm thấy cái việc dẫn thiền trong thời gian đầu tiên nó khó khăn, thì chúng ta cũng có thể có một cái lời dẫn thiền bật ở trên máy tính để các con nghe và làm quen dần, cũng như bản thân các cô cũng sẽ làm quen dần dần với cái việc này. Thì xin mời các thầy cô có thể lắng nghe một chút về cái đoạn video này mà tổ 5 đã tự thu âm trên một nền nhạc. Thì có thể là giọng thiền của các thầy cô cũng là lần đầu tiên đấy ạ. Mình cũng có thể là làm quen với cái việc này. Sau này khi mà mình đã biết cách dẫn rồi thì các thầy cô không cần phải sử dụng cái đoạn video này nữa, mà mình hoàn toàn có thể tự dẫn, giống như là cô Tuệ Tường hay là bản thân em thì cũng tự dẫn cho học sinh để đưa cái sự chú tâm của các con vào trong lớp học của mình. Và cũng có thể là dẫn dắt vào cái nội dung của bài học của mình, hoặc là tùy với tình hình thực tế, chẳng hạn ví dụ như là đang dịch bệnh thì mình có thể hướng các con đến lòng biết ơn đối với những người đang ở tuyến đầu của chống dịch, hay là gửi cái tâm thư yêu thương đến những bệnh nhân COVID. Thế đây em xin mời các cô chỉ nghe một đoạn thôi ạ. Cái đoạn video này nó dài khoảng 3 phút. Mình có nghe thấy tiếng không ạ? Chưa nghe thấy tiếng chị ơi. Cái đoạn video này em xin phép gửi lên trên trên nhóm nhé, để sẽ đỡ mất thời gian của mọi người, có được không ạ? Vâng ạ. Cảm ơn chị Việt ạ. Chị gửi lên nhóm đi, mọi người cũng sẽ rất là thích xem lại nữa. Chị gửi lên cùng bốn giúp em nhé. Vâng ạ. Vâng, phần trình bày của tổ 5 xin phép được dừng lại ở đây ạ. Cảm ơn các thầy cô. Mình có thể được phép hỏi bạn Việt được không? Dạ được ạ. Việt ơi, Việt quay lên cái slide lúc đầu cho chị hỏi một chút. Vâng.
Thật ra là rất là cảm ơn Việt cùng với anh chị em ở tổ 5 đã nói cái phần này tương đối là chi tiết. Thế tuy nhiên mình đang muốn hỏi là nếu vào, ví dụ như bọn mình bây giờ là vào lớp nhé, chỉ được có 3, à, được là 45 phút chẳng hạn. Thế mà mình mà chưa tạo được cái thói quen như thế này ấy, thì chị sợ có mất nhiều thời gian quá không? Hay mình phải làm một cái gì đó trước? Em có thể chia sẻ cái đó không? Ví dụ như ở trường Tuệ Đức thì nó đã thành một thói quen rồi. Thế bây giờ những tiết điệu của Việt nhá, thì bây giờ mình đã ổn định một cái thì mình chắc chắn là cái buổi tiết đầu thì mình có thể mất rồi. Nhưng những cái tiết sau thì chị sợ là tất cả những cái mục đích yêu cầu này thì nó đều ok. Ví dụ tất cả mọi cái chuẩn bị là xong. Đây là cái bước thứ hai đi em ơi, cái bước thực hiện ấy. Cái bước thực hiện này này. Đây. Đấy, thì chị sợ là 3 đến phút sợ vẫn không đủ á. Thì em có cách nào không? Em chị ơi, thì em sẽ... à, cái này thì mình không phải lo lắng về cái việc đấy đâu ạ. Thực ra thì cái việc mà kể cả học sinh ngồi 1 phút thôi, chỉ cần 1 phút, 2 phút để quay vào cái hơi thở của mình thôi là các con cũng đã, mình chỉ cần hướng dẫn các con cái việc là thở vào, thở ra là các con đã sẽ giống như kiểu mình ấy đang bị cái cảm xúc nó trỗi dậy và mình chỉ quay vào hơi thở, chỉ vài 3 hơi thở thôi là mình đã có sự định tâm rồi. Cho nên là nó sẽ tùy vào cái điều kiện thực tế để mình có thể là thậm chí là 1 phút, có thể là 2 phút. Và khi đã quen rồi thì các con chỉ cần, cô chỉ cần nhắc là bây giờ chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm đầu giờ, thì các con hãy lựa chọn cho mình một chỗ vị trí ngồi thoải mái để chúng ta bắt đầu nhé. Thì các con đã có một cái thói quen, thì lúc đó chị chỉ cần nhắc như thế là các con đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Mình sẽ không phải mất nhiều thời gian, hoặc là chị có thể dùng tiếng chuông. Thì khi các con đã quen, tất nhiên là tất cả những cái gì mà nó mới ấy, thì nó đều sẽ có cái sự lộn xộn. Còn khi các con đã rất là quen rồi, ví dụ trường em kể cả có đang nhảy sập sình, ầm ĩ lên đi chăng nữa, chỉ cần nghe thấy cái tiếng chuông một cái thôi là không gian nó im ắng, giống như kiểu là vào một cái nơi chùa mà nó vô cùng là trật tự ấy. Thì mình xác định là nếu như mình đưa cái hoạt động, bất kể một hoạt động mới nào vào, thì chắc chắn cái thời gian đầu các con chưa thể quen được. Nhưng nếu như mình chỉ làm vài ba lần thôi, em nghĩ là chỉ vài ba lần thôi là sinh sẽ biết được à, hoạt động này, tĩnh tâm này thì mình phải làm cái gì. Thì các cô có thể chuẩn bị cái tiếng chuông, nếu như mình không có cái chuông cầm tay ấy, thì các cô có thể chuẩn bị cái tiếng chuông tỉnh thức. Thì lát nữa nếu như các cô cần thì em có thể sẽ gửi cho các cô cái tiếng chuông tỉnh thức đấy. Mình sẽ cho các, hoặc là mình sẽ giống như kiểu là mình sẽ giao với học sinh cái nhiệm vụ là từ nay trở đi các con chỉ cần nghe cái tiếng chuông thôi. Ở trong giờ của cô các tiếng chuông nó giống như là cái hiệu lệnh để các con quay trở về với lớp học, và các con đang làm bất kể cái gì các con cũng sẽ phải dừng lại cho cô. Tất cả các hoạt động đó chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta chỉ cần hít thở thật sâu theo cái tiếng chuông của mình, theo cái tiếng chuông ngân. Đấy thì dần dần là các con sẽ có một, tạo một cái thói quen. Chứ mình cũng xác định là ban đầu thì các cô sẽ chưa thể có được cái sự, các con sẽ chưa thể có sự tập trung, hoặc là các con sẽ cảm thấy rất lạ lùng về cái việc mà tại sao lại thường thì những cái hoạt động đầu giờ các cô phải làm khới lên rất là sôi nổi, thông thường thì là như thế, nhưng tại sao bây giờ các cô lại bắt chúng con ngồi im ở trong lớp mấy phút như thế này. Thì ban đầu cô sẽ giải thích, tiết đầu tiên cô sẽ giải thích cái hoạt động này nó nghĩa là gì và tại sao mình lại cần phải có cái hoạt động tĩnh tâm đầu giờ, để giúp cho các con có cái việc gì, các con định tâm như thế nào ở trong tiết học của mình. Thì từ dần dần những cái tiết sau đây, hôm nay chúng ta sẽ thực hành nhé, và chắc chắn là những tiết đầu các cô sẽ phải mất thời gian, cái tiết học của mình nó sẽ chậm lại, hoặc là cô có thể dành vào cuối buổi ấy, cuối tiết học của mình ấy, để mình dặn dò các con trước là ngày hôm sau trước khi học thì các con sẽ có một cái hoạt động như thế này. Đây giống như là một cái trò chơi vậy, mình chỉ ngồi lặng im thôi để mình quan sát hơi thở và cảm nhận cái không gian ở xung quanh nó yên tĩnh thôi. Đấy. Thì ban đầu em khai với học sinh thì em cũng làm như thế. Nhưng học sinh trường em thì thực ra có cái nếp rồi ấy, cho nên là chúng em không cần phải giải thích nhiều. Nhưng mà em nghĩ là đối với những học sinh ở trường khác thì các cô có thể dành thời gian ở cuối buổi, nếu như mình muốn thực sự muốn đưa cái hoạt động này vào. Cảm ơn cô Việt. Bởi vì trường đã chuẩn bị chuông, cô hiệu trưởng cũng đã chuẩn bị chuông cho tất cả các lớp ấy. Tức là 26 lớp là đã chuẩn bị hết rồi.
Nhưng mình đang muốn hỏi bởi vì là mình muốn triển khai một lúc đồng loạt ấy, Việt ạ. Vậy thì cho mình sẽ chuẩn, mình sẽ làm ở hoạt động đầu giờ chị ạ. À, vào chào cờ, buổi chào cờ chị sẽ cho các con hướng dẫn cô tổng phụ trách hoặc cô nào đó đã quen với cái thực hành tỉnh thức này rồi thì mình sẽ cho các con nghe tiếng chuông. Chuông nếu như mà ở trong một cái không gian lớn thì các con nghe cái tiếng chuông mình thỉnh và cái tiếng chuông nhỏ này sẽ khó, rất là khó nghe. Thì chị có thể sử dụng chuông máy tính là ở trên loa và mình có thể giới thiệu ở trong cái đầu giờ đó là đây là một trong những cái hoạt động mà các con ngồi bình an trước các mỗi giờ học và cái tiếng chuông này sẽ giúp cho các con làm việc gì. Và sau đó thì mình có thể hướng dẫn các con là cái cách mà mình ngồi, nếu mình ngồi trên sàn nhà thì các con sẽ ngồi như thế nào. Đấy, trong cái hoạt động đầu giờ tập trung toàn trường ấy chị. Và từ nay trở đi ở trường mình sẽ có một cái thông lệ, đấy là nếu các con nghe tiếng chuông thì mình sẽ nhắm mắt lại và hít thở. Cái này nhằm mục đích là để giúp cho các con, ví dụ như chúng ta đang bực bội với bạn bè chẳng hạn, thì chúng ta quay về hơi thở như thế thì các sẽ giúp cho các con cân bằng lại cảm xúc. Hoặc là các cô mà giả sử các cô đang khó chịu với các con thì cái hơi thở cũng giúp cho các cô cân bằng cảm xúc lại và mình sẽ có cái cách cư xử với nhau làm sao cho nó hợp lý nhất trong các cái tình huống có thể là sẽ gây cái mâu thuẫn, thì cái hơi thở nó sẽ giúp mình như vậy. Một vài lần chắc chắn là sẽ phải nhiều lần thì các con mới quen được, nếu muốn đưa vào thành cái thói quen của các bạn. Vâng. Cảm ơn như trường em rất là nhiều. Bao giờ sẽ có vâng như vậy. Vâng ạ. Và kết thúc buổi chào cờ mình cũng có thể cho các con là trước khi các con kết thúc buổi chào cờ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ngồi tĩnh tâm 2 phút. Thế là chúng ta sẽ thành một thói quen thôi. Các cô cũng ngồi như thế, các con cũng ngồi. Thậm chí các con chỉ cần nhìn các cô ngồi là các con có thể học được. Là ban tổ chức ngồi. Cảm ơn cô Việt. Ban tổ chức bị áp lực về thời gian cho nên xin để mình chia sẻ với vâng sau ạ. Buổi. À. Vâng. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Cảm ơn các thầy cô ạ. Và tuyệt vời quá. Cảm ơn tổ năm rất là nhiều. Và lát nữa thì sau khi mà trình bày xong cả 4 tổ, 5 tổ thì em sẽ có những một vài cái phương thức, một vài cái cách để giúp cho mọi người, có thể là giúp cho các con hợp tác cũng như là có thể là trong toàn trường được đồng bộ giống như là trường của chị Mão. Và bây giờ thì em xin được mời một tổ tiếp theo ạ. Có tổ nào xung phong tiếp theo không? À vâng ạ, mời cụ 4 ạ. Tổ 4 ạ. Thế thì mình không cần phải lô tô nữa đâu anh Thịnh ơi. Em mời tổ 4 ạ. Cảm ơn tổ 5 rất là nhiều. Chị Thịnh Tuyệt ơi, chị nhớ gửi cái slide đấy lên cụm nữa nhá. Thầy Alana, cô được xin mình có ảnh của mình như cái điều kiện thì vừa nói ạ. Nhưng mà bây giờ không được thì là mình xin chào cả nhà. Mình là Nguyễn Quế, mình là giáo viên tiểu học, mình đến từ Ninh Bình. Mình đại diện cho tổ 4 xin báo cáo bài tập ngày hôm nay. Ngưỡng mong cả nhà hoan hỉ lắng nghe và góp ý cho tổ mình nhé. Bài tập của tổ mình hôm nay là 10 động tác chánh niệm. Bài tập này tổ mình đã thống nhất và chuyển thành một cái tên rất là dễ thương. Đó là mình là một trái cây. Với cái tên này mình hy vọng sẽ mang đến cho các con trong lớp một thời khóa chánh niệm khởi động trong những tiết chủ nhiệm đầu ngày. Lên tư thế bắt đầu, đứng thẳng người, hai tay đặt lên hông, chân thẳng nhưng không cứng, gập người về phía trước, đầu ngang với thắt lưng, thở vào, từ từ quay phần thân sang trái rồi lui sau, thở ra, tiếp tục quay thân trên nửa vòng còn lại, rồi từ sau sang phải rồi ra trước, dừng lại trong tư thế gập người về phía trước, đầu ngang với thắt lưng. Động tác 7, nhún nhảy theo mưa. Tư thế bắt đầu, đứng thẳng người, hai tay đặt lên hông, bàn chân.
sẽ hiểu được thế nào là thiện. Dạ, đó, anh xin chia sẻ. Phúc rất là nhiều. Những điều Phúc nói rất là đúng đấy ạ. Cái động tác mà nhúm mưa ấy ạ, là chúng ta phải giữ cân bằng từ bên trong tốt thì mới không bị lung lay. Tức là điều khí cơ thở, thở hơi thở cũng như là bên trong mình vững ấy ạ, mình không bị động thì lúc đó mình càng vững hơn, mình ngồi lên ngồi xuống bao nhiêu lần sẽ không bị đổ. Còn cái tư thế mà đầu bút, tư thế mà cúi người sau đó xoay tròn ấy ạ, thì mọi người có thể đặt tên, một cái tên nó dễ thương hơn, đó là xoay theo đầu bút chì, thì các con cũng sẽ rất là thích ạ. Đó, cảm ơn tổ 4 rất là nhiều. Tổ 4 nhớ gửi lên cụ nhé. Bây giờ em xin mời tổ tiếp theo ạ. Tổ nào đấy ạ? Dạ, em xin đại diện tổ 1 đấy ạ. À rồi, người tổ Linh, 1. Người tổ 1 ạ. À, em nhờ anh Phúc xem em cái màn hình của tổ 1 đấy. Ai lo nói còn chưa chuẩn bị. Thì rồi, để cho mọi người thấy màn hình chưa? Đang lên nè. Chuẩn bị thế mà. Em xin chào ban tổ chức ạ. Xin chào các thầy cô trong nhà văn hóa đọc sư 4. Thì em xin thay mặt tổ 1 trình bày cái bài tập tuần của tổ ngày hôm nay. Thì trước khi trình bày thì em xin tự giới thiệu, em tên là Linh và thành viên số 07 của nhà tổ 1 ạ. Vì lý do để chọn cái đề tài bài tập tổ này thì mục đích của tổ 1 đưa ra đó là có nghĩa là trong tất cả các hoạt động chánh niệm của trong quyển sách này thì tổ 1 đều thấy các hoạt động nào cũng có ý nghĩa rất là lớn và đều ý nghĩa rất hay. Và qua trình bày của hai tổ thì thấy hai tổ rất là tuyệt vời ạ. Tuy nhiên thì tổ 1 sẽ có đưa những cái mục đích để chọn những cái hoạt động chánh niệm thì nó rất là đơn giản. Thứ nhất là đơn giản, dễ thực hiện. Và thời gian thì sẽ không tốn nhiều. Và cái địa điểm với cả không gian thì cũng không cần phải quá là rộng hay là như nào, mình có thể trực tiếp ngay tại chỗ của học sinh. Thì cái đối tượng ở đây hướng đến thì có thể là tất cả mọi đối tượng, nhưng mà tổ 1 đang chú tâm vào những cái đối tượng về học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 hay là đối tượng của người lớn ấy ạ. Thì đó chính là hoạt động thiền thở trong lớp học. Thì đối với hoạt động này có hai cách để thực hiện nó. Cách thứ nhất thì chúng mình có thể cảm nhận được cái hơi thở ra vào trong mũi. Đó là mình sẽ dùng tay mình đặt lên mũi. Còn cái cách thực hiện thứ hai, đó là mình sẽ cảm nhận được cái sự phồng lên, xẹp xuống ở trong bụng. Thì mình có thể gọi tên một cái tên yêu, đó là sờ cái bụng ấy ạ. Còn để bước vào để thực hiện thì thực hiện này thì có thể là thời gian mình có thể áp dụng ở bắt đầu giờ học để giúp các học sinh nó tĩnh tâm hơn, hay là cuối giờ học hoặc bắt sau khi kết thúc giờ ra chơi vào. Mình thường sẽ chia khoảng thời gian từ 3 đến 5 phút để đưa cái hơi thở của học sinh, đưa học sinh quay về lại chính hơi thở của mình. Thì lúc đó học sinh sẽ ý thức được cái việc bản thân của mình hơn và sẽ tập trung hơn trong việc học. Để thực hiện được hoạt động này thì các bạn, chúng ta có thể áp dụng luôn tại trong lớp học, tại chỗ của học sinh, bằng cách hướng dẫn học sinh là sẽ ngồi vững ở trên ghế. Hoặc nếu mà đối với học sinh thường thì sẽ học ngồi vững ở trên ghế, lưng thẳng và cổ hơi thẳng, cằm thì sẽ hơi tiến về phía trước. Lúc này lòng bàn tay của các tay phải của em sẽ đặt lên tay trái, hoặc là sẽ hai tay sẽ đặt nhẹ lên trên đùi. Mắt và miệng chúng mình khép mở tự nhiên. Sau lúc đó thì giáo viên, đấy là sự chuẩn bị khi bước vào thiền thở. Sau thì giáo viên có thể mở bài kệ thở,
hướng dẫn học sinh sẽ cảm nhận hơi thở bằng cách là hít vào thở ra một cách tự nhiên, hoặc là các em sẽ cảm nhận cái luồng không khí đi qua mũi của mình đi vào trong từng trong các tế bào. Hoặc là cái cảm nhận thứ ba, đó là cảm nhận về sự phồng lên, xẹp xuống. Đối với cái cảm nhận này thì mình cũng có thể giải thích cho học sinh là tùy đối tượng, tùy mỗi học sinh sẽ có sự cảm nhận khác nhau. Mình không nên ép vào một cái sự cảm nhận cụ thể nào đó. Hoặc là với bản thân mình khi mình tập cũng mình tập thở cũng vậy. Mỗi người, mỗi giáo viên tập thở cũng vậy. Sau hết bài kệ đó thì giáo viên có thể lấy được những cái ý kiến có giúp học sinh là đưa ra cái ý cảm nhận của mình, hoặc viết vào những cái phiếu nhỏ và gửi lại lên một cái hộp để hộp ý kiến ạ. Sau đó giáo viên có thể đọc được những cái cảm nhận của học sinh của mình, vì những cái đối tượng học sinh lớn này có khi là các bạn khi mới tiếp xúc thì các bạn rất là ngại về cái vấn đề là về thiền tập thở này, vì lúc ấy các em đã có sự suy nghĩ và đã có sự có những suy nghĩ cá nhân riêng rồi. Vậy mình hoặc là trước khi mình tập thở thì mình có thể giải thích cho học sinh về cái ý nghĩa của thiền này là giúp cái cơ thể của các em về thể chất hay là tinh thần, hay là đưa giúp các em sẽ hiểu rõ được bản thân của mình, hay là quản lý được cảm xúc của các em hơn, hay là nâng được những các ý thức về bộ não, hay là giúp các em sẽ tập trung học tập. Khi mình đưa nói về những cái phần ý thức đó, học sinh sẽ hiểu được đó là cái phần này là cho bản thân mình, thì khi đó thì học sinh sẽ có khi là sẽ dễ hợp tác hơn. Tuy nhiên là theo em nghĩ là đối với đối tượng học sinh lớn thì để áp dụng một cái phương pháp mới này rất là khó khăn. Tuy nhiên nên là lúc đầu thầy cô và cũng rất là cần phải cố gắng và kiên trì để áp dụng và không nên nóng vội ạ. Và cái phần áp dụng thực tế của tổ 1 thì tổ 1 thực ra là cũng khá là có 5 thành viên trên tổ là giáo viên, và những thành viên các thành viên của tổ 1 đều là những người mới bắt đầu và học vào những cái phương pháp chánh niệm nên vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Thì ban đầu các thầy cô đều có quan điểm chung là bây giờ chúng mình sẽ học tập thở, để có nghĩa học tập những phương pháp chánh niệm thuần thục trước, sau đó sẽ áp dụng với học sinh của mình ạ. Và trên đây là bài trình bày của tổ 1. Em xin sự góp ý của các thầy cô và ban tổ chức để bài tổ 1 có sự hoàn thiện hơn. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ. Cảm ơn Linh, cảm ơn tổ 1 rất là nhiều. Một cái phần đúc kết, hay là đúng hơn là một cái phần áp dụng cho lớp của mình cũng rất là hay. Và đặc biệt là chị có ấn tượng với cái việc đó là em cho các con viết trên một cái phiếu nhỏ để ghi lại cái cảm nhận của mình cũng như là những cái mà góp ý. Thì đây là một trong những cách làm rất là tốt. Nó giống như là một cái phần mà check-in cảm xúc mà trong cái chương 7 ngày hôm nay chúng ta mới được đọc á. Và đó là cái cách để các con có thể viết ra được, nói ra được cái suy nghĩ cũng như là cái cảm xúc của mình. Thì nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta gắn kết với các con tốt hơn, kết nối với con tốt hơn. Và để có thể ngay đây thì em cũng xin được chia sẻ luôn, nếu như chúng ta muốn áp dụng một cái bài học nào đấy hay một cái thói quen nào đấy lên trẻ, thì điều đầu tiên chúng ta cần đó là cái sự kết nối của chúng ta với các con phải thật tốt. Bất kỳ khi nào mà kết nối tốt thì chúng ta yêu cầu các con làm thì các con sẽ làm thôi. Và thậm chí là chỉ cần chúng ta đề bạt lên thôi là các con đã cùng nhau làm rồi. Đó là cái điều đầu tiên ạ. Còn nếu như mà trong lớp của chúng ta vẫn còn kết nối với con chưa sâu sắc ấy, thì chúng ta cũng đừng vội áp đặt lên các con cái cách này. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy thì nó thành một cái sự ép buộc để khiến cho các con cảm thấy không được thoải mái. Đó là cái điều đầu tiên mà em muốn bổ sung thêm. Cảm ơn tổ 1 rất là nhiều. Tổ 1 cũng sẽ gửi cái bài của mình lên trên cụm được không ạ? Để cho mọi người sẽ cùng tham khảo. Và bây giờ thì em xin mời tổ tiếp theo ạ. Còn tổ 2 và tổ 3 đúng không ạ?
Em mời tổ 2 trước nhé. Ai sẽ là người đại diện cho tổ 2 đấy ạ? Dạ, em xin đại diện cho tổ 2 ạ. Dạ, chào Tuyến. Em mời chị ạ. Chị ơi, cho em xin quyền chia sẻ ạ. Quyền chia sẻ có sẵn rồi đó em cứ chia sẻ được. Cô anh Thịnh chia sẻ cho em. Tổ 2 cố lên. Chia sẻ cho em là chia sẻ, em gửi cái hình ở đâu? Đây em gửi cho anh. Ở trong nhóm tổ 2 anh. Ok. Anh thấy cái vòng tròn đề nhị thân chứ anh chưa thấy bài nha. Đây em gửi cho anh. Rồi, thấy rồi, cái bài hôm con Mão gửi. Rồi, ok. Anh đang đào về. Rồi ạ. Dạ, em xin chào cả nhà, xin chào tất cả các thầy cô. Em xin được giới thiệu, em là Tuyến và hôm nay em xin đại diện cho tổ 2 xin trình bày thực tập thiền. Thì thường bọn em thì thường là cấp 1, cấp 2. Với cả em thì là mầm non, thế nên là sơ đồ đúc kết của bọn em thì sẽ nghiêng về cấp 1 và mầm non hơn ạ. Thì đầu tiên thì bọn em sẽ là cho hiểu thiền sẽ dành cho những ai. Thiền thì bọn em sẽ dành cho tất cả mọi người, từ trẻ đến lớn, từ già đến từ cha đến gái ạ. Và thiền là một hành động ngồi theo dõi hơi thở vào ra của hiện tại. Thiền thì rất là dễ, mọi người có thể áp dụng rất là mọi lúc mọi nơi. Ở cấp 1 thì thường bọn em hay cho các trẻ ngồi tĩnh lặng để chú ý đến hơi thở vào ra. Còn đối riêng với mầm non chúng em thì em sẽ cho các con thiền ăn quýt hoặc là bánh ngọt. Thì khi phát bánh kẹo ra thì các con rất là thèm. Và bọn em sẽ cho các con thiền như kiểu một trò chơi ạ. Để các con cầm kẹo để có thể suy nghĩ. Tức là cầm kẹo trong vòng 1 phút có thể nhìn hoặc nhắm mắt để nhìn kẹo và chưa được ăn. Sau khi thiền xong thì các con bạn nào mà thiền tức là ngồi mà cầm kẹo được một lúc thì các cô sẽ có thể thưởng thêm cho con để tăng cái khả năng của các con giữ được kẹo lâu hơn trong vòng 1 đến 3 phút ạ. Bọn em vẫn hay thừa cho các con ngồi thiền, thường là ngồi thiền hoặc là có thể bọn em áp dụng vào trong cái buổi tập thể dục, cũng như các chị vừa nói các 10 bước để ngồi thiền đi ạ. Thì chúng em thường hay cho các con tập thể dục theo cái kiểu thở vào thở ra cũng rất là nhẹ nhàng, các con cũng rất là thích thú ạ. Chúng mình thì đã hiểu là thế nào là lợi ích của thiền, thì có rất là nhiều lợi ích: an tĩnh tâm trí sâu sắc, trân trọng khoảnh khắc và nuôi dưỡng nội tâm. Các thầy cô nên duy trì các thói quen vào một thời điểm nhất định để giúp các con có thói quen duy trì. Và chúng mình thường lại làm gương cho các con và học sinh noi theo ạ. Em xin hết trình bày của nhóm tổ 2 em ạ. Xin mọi người hoan hỉ góp ý ạ. Cảm ơn tổ 2 rất là nhiều. Cũng là một cái phần đúc kết rất là tuyệt vời. Một cái phần áp dụng rất là đúng. Không có loại trừ ai hết. Tất cả mọi đối tượng đều có thể áp dụng được. Đấy là cái điều rất là quan trọng của việc chúng ta áp dụng tỉnh thức. Bởi vì sao? Tỉnh thức thì cần cho tất cả mọi người chứ không chỉ riêng ai cả. Và nó làm cho mọi người sẽ an tĩnh hơn thôi. Đặc biệt là các em học sinh, nếu như mà áp dụng được sự an tĩnh thì các cô, thầy cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều và bớt đi áp lực, đúng không nào? Tổ 2 cũng sẽ gửi lên trên nhóm nhé. Phúc vẫn giơ tay, Phúc nói gì đấy Phúc? Em thấy cái bài này cũng nó mặc dù rất là đơn giản nhưng mà rất là hay, tại vì để dễ áp dụng cho người mới bắt đầu. Có hai cách đúng không? Rõ ràng trong mọi người đọc kỹ có hai cách. Một cách dễ là mình ngồi mình tĩnh lặng nhưng mình tập trung vào hơi thở đó. Nhưng mà có một cái cách dễ hơn nữa là ngồi im mình không làm gì hết. Nhưng mà thật sự nếu mà ai hiểu á, thì cái cách dễ hơn rất là khó nha. Tại mình ngồi mình không làm gì hết, chắc chắn mình sẽ nghĩ lung tung. Khi mình tập trung vào hơi thở thì mình mới có cái đối tượng chú tâm, thì lúc đó mình mới tĩnh lặng được. Thì thôi, cái này không có, cái này chỉ là một cái nghệ thuật để mình dụ học sinh thôi, nói tiếng là mình khơi gọi.
cái tổ mọi người có nghe kỹ cái tổ tổ hai nói không? Tổ hai nói là đây là một cái giống như một cái game, một cái trò chơi, mình thử thách học sinh, bây giờ xem ai ngồi lâu nhất. Tự nhiên học sinh nghe chơi là nó thích à, nói với em vậy, em dạy tiểu học nhiều em thấy mình cứ cái gì mình đưa mình nói chơi nó khoái đó, vậy đó. Ví dụ bây giờ phát bánh nhưng mà không cho ăn, bây giờ con ai giữ cái bánh này lâu nhất, trời ơi, tự nhiên nó có cái niềm vui, em ngộ vậy á, em thấy vậy đó. Rồi em cảm ơn tổ hai. Em cảm ơn anh ạ. Dạ. Chúng ta không có dùng những cái từ mà nó mang tính nhạy cảm hay là những cái từ mà nó khiến cho người ta khó hiểu. Chúng ta cứ dùng là chúng ta cùng chơi một trò chơi, hay chúng ta cùng chơi với nhau một cái game, hay chúng ta cùng với nhau rèn một thứ liên quan đến bộ não của các con chẳng hạn. Thì như vậy thì các con sẽ thích thú hơn rất là nhiều. Tức là cũng không phải là chúng ta nói tránh nó giảm đi đâu, nhưng mà chúng ta hãy dùng một cái từ thay thế để khiến cho các em tò mò, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà lúc nào chúng ta cũng chánh niệm xong rồi ngồi ngồi thiền hay là tỉnh thức nhé thì cũng khiến cho các con cảm thấy rằng là nó hơi nặng nề, đúng không nào? Cảm ơn chia sẻ của tổ hai và cảm ơn cái sự đánh giá của Phúc. À, bây giờ xin mời tổ còn lại, tổ cuối cùng ạ. Xin phép Dạ, cậu bạn em là tổ ba chia sẻ ạ. Tiếp chia sẻ màn hình. Huyền cố lên. Dạ vâng, chào tất cả các anh chị cả nhà mình ạ. Em là Huyền, em thay mặt tổ ba xin chia sẻ một chút về những cái gì mà em đã làm được và những cái gì mà em tới sẽ làm ở môi trường của em. Em làm công tác thư viện trường học thì cái tập vụ của tiểu học là một mỗi tuần có một tiết đọc sách và các con đọc sách như thời khóa biểu. Là trường em có 27 lớp và mỗi một tuần như thế có 27 tiết đọc sách. Vì thế thực ra là cũng có rất nhiều áp lực, vì là có thời đại bây giờ, thời buổi bây giờ thì có rất nhiều các con tăng động cho Con ơi, con ơi. nên là Con cái khi mà thời gian lên đọc sách của các con ấy, thì các con sẽ không tập trung chú ý. Đấy là cái trăn trở của em. Vừa nãy thì nghe các tổ chia sẻ thì như của chị Việt chia sẻ là rất là đầy đủ, nhưng mà em thì em áp dụng theo cái phương pháp của bạn Tuyến, là như bạn Phúc nói, làm rất là đơn giản thôi để cho các con, như là để dụ các con vào ấy. Nên em cũng làm theo cái phương pháp đấy. Sau đây là em xin chia sẻ những cái mà em đã làm được. Thứ nhất là những cái trăn trở của em là học sinh giảm khả năng chú ý ngày càng nhiều, tăng động tự kỷ và kỹ năng xã hội của các con thì cũng rất là kém, không biết quản lý cảm xúc, tổ chức các hành vi ở trường ở lớp và sự vô cảm với các bạn bè. Rồi là từ năm ngoái thì đã có dịch bệnh COVID nó đã xảy ra, thì em muốn đưa cái hơi thở vào cho các con để cho cái sức khỏe nó được cải thiện hơn. Vì thế nên em đã liên kết với ban giám hiệu đưa hơi thở chánh niệm vào cái giờ đọc sách của em. Đầu tiên thì bao giờ cũng bắt đầu bằng việc ổn định lớp. Sau đó thì với các con vào học lớp 1 ấy, các con chưa hình dung ra được cái gì cả, thì em sẽ hướng dẫn các con thứ nhất là ngồi thẳng lưng, sau đó mắt nhắm từ từ làm theo cô, đặt tay lên bụng và làm theo cô, cảm nhận khi hít vào thì định từ bụng bụng phồng ra, thở ra thì nếp bụng vào, cho đến khi cứ làm đều đặn như thế cho đến khi nhạc kết thúc. Đối với các con cuối lớp 4, lớp lớp 5, lớp 4 và lớp 3, lớp 2 thì các con đã biết rồi, thì sẽ dành 5 phút ngồi bình yên tại phòng đọc sách, hít thở trong vòng 5 phút đó. Bạn nào không biết hít thở thì có thể ngồi bình yên, không cần hít thở cũng được, chỉ cần ngồi yên và lắng nghe thêm nhạc, tập trung suy nghĩ vào hơi thở vào ra và nghe nhạc và cho đến khi nhạc kết thúc.
sau mỗi buổi sau khoảng 3 đến 5 phút thiền đó thì em đều hỏi các con và em thấy kết quả rất là tốt, các con đều rất thích thú và được một số bạn con được hỏi thì trả lời là con thưa cô là con rất thấy rất là thoải mái và con sẵn sàng cho việc đọc sách. Một số con thì tự ra chạy ra thưa cô, con thưa cô ở nhà con cũng làm như thế với mẹ con và con buổi sau con lại thích làm như thế nữa. Đấy là điều mà em rất là thích và muốn có động lực để muốn làm tiếp. Và một điều đặc biệt nhất là ở trường em có một bạn mà em ấn tượng nhất, đấy là bạn ấy tên là Hưng. Bạn ấy bị tăng động và còn không những tăng động mà còn cả phổ tự kỷ nữa. Bạn đấy thì cứ mỗi một lần lên đến giờ đọc sách của em thì bạn đấy thường không đọc sách, phải đi chọn rất nhiều sách nhưng mà không hề đọc, mà chỉ chạy lung tung thôi. Nhưng sau khoảng độ khoảng 2 tháng bạn ấy đã ngồi đọc sách, bạn ấy đã ngồi đọc sách và em cũng không biết là bạn ấy có đọc được hay không, nhưng đã ngồi yên và đã rời sách ra đọc. Đấy là một điều mà em thấy rất là vui sướng khi đã đưa được cái hoạt động chính nghiệm vào với từ đọc sách của em. Đây là một số hình ảnh mà chị em đã chụp lại và ghi lại. Còn lại đến năm ạ, đấy là những cái gì mà em đã thực hiện được. Còn trong cái thời gian tới khi mà dịch bệnh đã hết, các con được trở lại trường học thì em sẽ xin phép ban giám hiệu nhà trường đưa các hoạt động thí nghiệm vào giờ chào cờ. Các con sẽ ngồi bình yên 5 phút trước khi chào cờ theo sự hướng dẫn của cô tổng phụ trách. Thứ hai là đưa hoạt động thí nghiệm vào hoạt động bán trú của những các con. Các con sẽ thiền buông thư khoảng 5 đến 10 phút trước khi ngủ trưa. Trên đây là sự chia sẻ của em, những cái gì mà em đã làm được và những gì mà em sắp tới sẽ làm. Em mong được sự góp ý của tất cả nhà mình ạ. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị Huyền rất là nhiều. Cái điều mà em ấn tượng nhất trong phần làm của chị Huyền đó là chị Huyền đã có một quá trình thực hành rất là lâu với các con rồi, và các con cũng đã nhận được những cái thành quả, hay là đúng hơn là những cái sự thay đổi, đặc biệt là một bạn tự kỷ đúng không nào. Và em xin kể lại một câu chuyện về con của thầy Tùng, một trong những người mà sáng lập Tư Viện Đức ấy ạ. Con của thầy cũng đã từng trải qua trầm cảm khá là nặng. Và mọi người có biết rằng là điều gì đã cứu con của thầy không ạ? Chính là hoạt động tỉnh thức đấy. Bạn ấy đã được cứu bởi hoạt động tỉnh thức và hoạt động thiền. Thầy cũng đã từng chia sẻ rất là sâu sắc. Điều này thì khiến cho mình cảm thấy rất là chạm. Và chúng ta không cần biết là chúng ta sẽ áp dụng lên các con được bao nhiêu cái phương pháp, nhưng mà chỉ cần một vài cách, một vài phút trong mỗi một ngày thôi, hoặc là mỗi một tiết học thôi, cũng đã giúp ích cho các con rất là nhiều rồi đấy ạ. Bởi vì cái phần não bộ là cái phần mà chúng ta không thể tác động được ở bên ngoài vào để có thể cầm nắm hay là sờ chạm hay là nắn nó để cho nó mềm mỏng ra, hay là nó được bớt cái sự căng thẳng đi. Chỉ còn bằng cách đó là áp dụng tỉnh thức, đó là một cái cách mà giúp tập thể dục não bộ cũng như là làm cho cái não bộ đấy được thư giãn thả lỏng hoàn toàn thôi ạ. Tổ ba cũng sẽ giúp em gửi cái bài đấy lên nhóm được không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều. Nhìn những em bé say sưa đọc sách cũng như là ngồi tĩnh lặng trong thư viện thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Bởi vì nếu như không làm điều này trước khi đọc sách thì các con cũng sẽ thấy rằng là những cái con chữ nó chỉ nhảy múa trước mặt thôi, chưa chắc đã có thể là hiểu được cái điều gì đó trong cuốn sách đâu, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều. Một trong những thủ thư rất là tuyệt vời. Chúng ta vừa mới lắng nghe cả 5 phần chia sẻ của 5 tổ, đều là những cái bài thực hành rất là bổ ích. Và em bỗng dưng nảy ra một ý định, đó là đến cái chương trình lần thứ 2 tổ chức hành trình văn hóa đọc của cái cuốn sách này ấy, thì em có thể mời những cái thành viên mà đã từng chia sẻ này chia sẻ trên livestream hoặc là trên cái trang dạy học trong hạnh phúc được không ạ? Bởi vì đây là một cái group rất là được tụi em, những cái người trong ban tổ chức ấy ạ, gây dựng lên. Nó sẽ là một cái group và thực sự là đến đó các thầy cô sẽ nhận được một cái bài học giá trị cho cái hành trình dạy học của mình. Nó chỉ dành cho giáo viên thôi ạ, không có phụ huynh ở đấy đâu, và cũng không có những cái người mà không liên quan đến dạy học. Thì mọi người có thể chia sẻ và cũng có thể là nói ở trên cái group đấy giúp em được không ạ? Mọi người cứ gõ dạy học trong hạnh phúc vào ra, em là một trong những admin của nhóm
và hiện tại bây giờ mới có 9.000 người thôi, nhưng tụi em sẽ xây dựng nó lên khoảng 500.000 người đó ạ. Và bây giờ thì em xin được chia sẻ cái bài đúc kết cũng như là những cái trăn trở của mình cho cái việc chúng ta sẽ áp dụng tỉnh thức như thế nào, cũng như phần đầu em đã nói đấy ạ. Điều trước tiên để có thể áp dụng được tỉnh thức trong lớp học thì trước tiên là các thầy cô cần phải kết nối tốt với học sinh. Ngay trong năm học này chúng ta sẽ quay trở lại để kết nối với con tốt hơn, tạo ra được một cái không khí thoải mái tốt hơn để giúp cho các con có thể là hiểu được những cái điều mà mình sẽ áp dụng lên các con nhiều hơn, thì cái hiệu quả nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Anh Thịnh ơi, anh còn ở đấy không ạ? Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Cho em slide thứ hai đi ạ. Cuộc sống thì không ngừng biến động, và thầy cô là những cái người mà phải trải qua rất là nhiều biến động đấy. Điều đầu tiên đó là công việc của mình thì sẽ rất là có ít người có thể đồng cảm cũng như là chia sẻ được. Mỗi một người, mỗi một giáo viên bộ môn sẽ có những cái khó khăn và những cái việc khác nhau. Thế nên là để có thể những giáo viên toán có thể đồng cảm với giáo viên văn đã là cả một quá trình rồi. Bên cạnh đó thì lại công việc áp lực rất là nhiều nữa, ngoài việc ở trường lại còn việc ở nhà nữa. Ngoài việc vai trò trách nhiệm là một thầy cô giáo ở trường thì còn có vai trò trách nhiệm là một người mẹ hoặc là một người bố ở trong gia đình nữa, hoặc một người con nữa, thì lại càng khiến chúng ta stress nhiều hơn. Nên là trong những giờ học hay trong những cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ không tránh khỏi những cái bất như ý, nó sẽ xảy đến bất kỳ khi nào. Hay thậm chí chúng ta phải trải qua những cái đau khổ, những cái thất vọng nữa, thì đó là những cái điều mà một người giáo viên đều phải hứng chịu. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải ngồi vững như một ngọn núi vậy. Đây là cái cách mà chúng ta có thể giúp được chính mình, cứu được chính mình trong cái lúc mà chúng ta cảm thấy bối rối nhất và lo lắng nhất, hoang mang nhất. Thầy cô hãy cứ ngồi giống như là một ngọn núi vậy, bởi vì chỉ có khi này chúng ta mới có thể vững chãi để trải qua tất cả những biến cố. Chúng ta không cần phải là cố gắng thay đổi các con quá nhiều hay cố gắng thay đổi những người đồng nghiệp xung quanh. Chúng ta cứ bằng việc vững chãi trong chính mình trước, thì tự cái điều đó, cái năng lượng đó cũng sẽ lan tỏa đến tất cả các con, đến tất cả thầy cô khác, và khiến cho các thầy cô cũng sẽ làm được giống như mình vậy. Đó ạ. Slide thứ hai đi ạ. Mọi người biết được rằng là giáo viên là cái người mà lan tỏa niềm tin, tình yêu thương hay là sự bình an đến các con, đúng không nào? Và trường học chính là cái nơi mà sẽ làm nên những cái điều này cho các con, đúng không ạ? Bao nhiêu thầy cô đã từng chạm vào cái việc lan tỏa niềm tin, tình yêu thương và bình an đến các con ạ? Trong số 51 thầy cô ngồi đây ngày hôm nay thì ai đã là những người mà chạm được vào niềm tin hay là sự bình an? Tôi ạ. Cảm ơn chị Mạo rất là nhiều, người đã truyền lửa, truyền cảm hứng cũng như là động lực lớn cho các con. Tôi ở đây có rất nhiều thầy cô nhưng các thầy cô ngại đấy. Dạ đúng rồi, em biết ạ. Hôm vừa rồi các thầy cô chia sẻ rất là tốt đấy ạ. Vâng, từ các cấp của bọn mình ạ. Từ mầm non, tiểu học, tất cả các thầy cô vừa nãy làm rất là tốt đấy ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Em biết điều đấy chị ạ. Nhưng các thầy cô ngại nói nên mình phải hô trước. Vâng ạ. Khi chúng ta chạm được vào những điều này thì chúng ta sẽ cảm thấy công việc của mình rất là hạnh phúc. Mỗi một ngày sẽ trôi đi rất là hạnh phúc. Không cần phải quá mong chờ vào tương lai, điều gì to tát, hay là ngoái nhìn lại quá khứ xem là điều gì đã xảy ra, mà chúng ta chỉ cần sống ở trong cái những khoảnh khắc hiện tại, mỗi một ngày trôi qua, cảm thấy nó bình an và ý nghĩa, cũng như là nó làm tròn được sứ mệnh của chính mình. Em xin mời slide tiếp theo đi ạ. Trong cuộc sống mà chúng ta đang phải trải qua thì ngoài việc chúng ta vừa làm mẹ ở nhà gây những cái tầm ảnh hưởng lớn lên sự phát triển của trẻ, thì chúng ta còn là một giáo viên mang cái tầm ảnh hưởng đấy đến cho sự phát triển của các bạn học trường và cho cả xã hội nữa. Nếu như nhận được ra điều này thì công việc của thầy cô cũng trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Ngày hôm nay em biết được rằng là 50 thầy cô ngồi ở đây thì ai cũng đã nhận ra được điều này rồi. Thế nhưng mà bằng một cách nào đó, chúng ta hãy giúp cho những đồng nghiệp của mình, giúp cho nhiều thầy cô nữa mà chúng ta không quen biết ở đâu đó chẳng hạn, chúng ta hãy mạnh dạn chia sẻ những điều này để các thầy cô có thể hiểu được cái giá trị của cái nghề giáo nó quan trọng như thế nào và nó gây tầm ảnh hưởng ra sao. Ở đây em muốn nói đến sự phát triển tích cực ấy ạ,
chứ không phải là một sự phát triển mà chỉ chạy theo mục tiêu hay chạy theo điểm số hay là chạy theo thành tích đâu ạ, mà là cái tầm ảnh hưởng chúng ta đến cuộc đời của mỗi một trẻ và của một cả một xã hội. Xã hội đấy, đứa trẻ đấy cuộc đời có hạnh phúc hay không, có hướng đến những cái điều tốt đẹp hay không, hay là cả xã hội này có sống với nhau một cách tử tế hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Nếu như ở nhà thì bố mẹ là người gây ảnh hưởng đến sự phát triển của con về cả thể chất lẫn cả tinh thần, thì khi đến trường chúng ta lại còn ảnh hưởng đến nhiều đứa trẻ hơn, và điều này nó như một vết dầu loang lan tỏa dần trên thế hệ mỗi một trẻ. Mỗi một năm chúng ta đón một lớp học trò, nhưng mà trong suốt 30 năm đi dạy học chúng ta sẽ đón biết bao nhiêu học trò đây, đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy làm thế nào đấy để gây cái tầm ảnh hưởng tốt nhất lên sự phát triển của trẻ, và chỉ có bằng một cái cách thôi, đấy là chúng ta hãy áp dụng những cái điều mà chúng ta trải nghiệm được trên thân và tâm của mình, đó là cái sự tỉnh thức, đó là sự trải nghiệm, và đó là cái sự bình an và đầy tình yêu thương của mình bên trong. Đó là cái buổi những cái điều mà em muốn nhắn nhủ trong cái chương, những cái chương sách vừa qua, khi chúng ta đọc chúng ta thẩm thấu được và chúng ta sẽ mang được nó đến cho từng ngôi trường của mình, từng lớp học của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và em biết được rằng là mọi người tham nhận đến giờ này thôi thì đã là một cái điều mà ban tổ chức hết sức biết ơn rồi. Ban tổ chức luôn luôn cái gen nỗ lực để có thể là mang lại được nhiều những bài học quý giá, cũng như là giúp được các thầy cô nhiều nhất có thể, để giúp cho các thầy cô có thể là vững chãi trên cái hành trình dài hơi của mình. Mọi người có thể thấy được rằng là qua 5 cái bài chia sẻ của 5 tổ thì mọi người thấy rằng là hoạt động tỉnh thức hay là chánh niệm áp dụng vào trong lớp học của mình có dễ hơn không ạ? Có ai cảm thấy vẫn còn khó khăn không ạ? Nếu như mọi người vẫn còn cảm thấy khó khăn hoặc là lớp tôi không thể áp dụng được hay lớp tôi rất khó để áp dụng, thì mọi người có thể chia sẻ cho em sẽ có thêm cái cách để cho mọi người có thể làm được cái điều này. Ví dụ như mọi người có sợ rằng là mọi người sợ mọi người nhìn vào, sợ phụ huynh, rồi sợ ban lãnh đạo, rồi sợ các thầy cô cảm thấy như thế nào đấy không? Mọi người chia sẻ đi thì em mới có thể giúp được. Tú ơi, mình muốn chia sẻ một chút. Dạ, em mời chị ạ. Qua cái 5 cái bài trình bày của mọi người thì mình cảm thấy nó dễ hơn rồi, nhưng mà vẫn còn có cái sự e ngại. Bởi vì thứ nhất là bản thân mình thực hiện chánh niệm cũng chưa lâu và cũng chưa được tốt lắm. Thứ hai là như Tú nói là cần phải có một sự kết nối với học sinh nhất định thì mình mới có thể thiết lập một thói quen mới. Và thứ ba là mình cũng rất là khi mà mình thiết lập thói quen mới này cũng khá là lạ lẫm với mọi người, với ban giám hiệu. Thì mọi người nhìn vào thì thấy thì cũng sẽ có những lời bàn tán hay là những cái lời gì đó, thì đó cũng là áp lực đối với mình đó. Dạ, em hiểu. Và trường mình là một trường công, và đối tượng học sinh thì đầu vào nó cũng hơi thấp, cho nên là cũng có những nhiều cái công việc như là xảy ra đánh nhau hay gì đó. Nhưng có một điều đó là trong những cuộc họp thì có được của giáo viên á, thì trong năm học này á, là năm vừa rồi là trường mình mới được đổi là thầy hiệu trưởng, và thầy hiệu trưởng mới thì khá là áp đặt hay là tạo ra những cái mong muốn là trường tốt lên, nhưng mà buộc giáo viên phải làm việc hơi nhiều, rồi là trong giáo thầy cái lời nói của thầy đôi khi cũng không chú ý đến cảm xúc của giáo viên và làm cho giáo viên cũng bất bình. Là vừa trong cuộc họp đầu năm vừa rồi á, thì có một giáo viên bày tỏ cái sự phẫn nộ hay là những cái bất bình đối với thầy trong cuộc họp luôn, và một cuộc họp đầu năm mà lại là tạo ra một cái không khí trùng căng thẳng, thì mình cảm thấy rất là tiếc, và mình cũng muốn tác ý làm sao cho ban giám hiệu nhà trường và những người giáo viên chủ nhiệm, những người mà tác động đến toàn trường, toàn học sinh nhiều nhất, thì họ sẽ thực tập được cái chánh niệm đó. Và những người mà cần được chánh niệm nhiều nhất, cần tỉnh thức nhiều nhất, thì mình cũng rất là mong muốn cái điều đó. Cảm ơn Tú và rất là mong cái sự chia sẻ từ mọi người. Dạ, cảm ơn chị Phương Anh ạ. Đây cũng là một cái
câu hỏi, một cái khó khăn mà em nghĩ rằng có nhiều thầy cô ở đây gặp phải đúng không ạ? À, chị Phương Anh cho em hỏi em là ơi. Ở của chị. Em ơi, chị muốn có ý kiến một chút. Xin phép ban tổ chức, lúc đầu mình cũng chưa dám nói bởi vì hôm nay là có bạn Tuệ Tường vào dẫn thiền, mà cô hiệu trưởng trường mình ấy là mê mẩn bạn Tuệ Tường. Thế là hôm qua khi mình gửi cái link thì cô bảo, ôi thế cho chị vào với. Thế thì hôm nay cũng có sếp mình ở đây, thì mà sếp đang giơ tay muốn phát biểu thì xin cả nhà hoan hỉ để cho sếp mình có ý kiến một chút. Đấy, em mời chị Lan Anh. Chào cô Lan Anh rồi đây ạ. Em mời chị Lan Anh ạ. Dạ, xin chào tất cả các bạn ạ. Cũng xin phép các bạn là rất là mong muốn với tinh thần là đưa được cái văn hóa đọc, đưa được cái tình yêu thương của tất cả các thầy cô đến với học sinh, và đặc biệt là xây dựng ngôi trường hạnh phúc, nên là cũng trao đổi với Mão rất là nhiều, và cũng mạn phép các thầy cô. Thực ra là mình lẽ ra là cũng không được biết là không có trong thành viên của mình đâu, nhưng mà thứ nhất là như cô Mão vừa nói, và thứ hai nữa thực sự là muốn là xây dựng một ngôi trường hạnh phúc và đưa đến cho các con những cái tình yêu thương thực sự của các thầy cô giáo và cái niềm tin tưởng của phụ huynh học sinh. Thế nên là cũng xin lỗi cả nhà. Thế thì vừa nãy thấy bạn vừa trao đổi là Phương Anh xem là Phương Anh. Băn khoăn. Vâng, mình có băn khoăn cái gì không trong cái việc mà mình triển khai ấy, thì cũng mạn phép cũng xin hỏi với các đồng chí trong ban tổ chức cùng với tất cả nhà mình, đó là đối với trường mình thì rất là may mắn có bạn Mão cũng đã theo cái hành trình văn hóa đọc ở giai đoạn 1. Thực ra là mình cũng đã định đăng ký nhưng mà cũng chưa bước qua được những cái lúc đầu sắp xếp công việc, do vậy mà chưa tham gia, nên là thực sự là thấy tiếc. Nếu như mà mình đồng hành ngay từ đầu thì cũng thấy là nó sẽ nhẹ nhàng và mình sẽ biết nhiều thứ hơn. Thế thì đối với trường mình thì năm học này là mình cũng đã triển khai, mình và bạn Mão cũng đã triển khai cái văn hóa đọc đến hướng dẫn cho toàn thể giáo viên nhà trường. Và đối với thầy cô thì cũng sẽ triển khai cái cuốn nghề thầy. Còn với học sinh thì đã đang triển khai cái cuốn Gieo hạt cùng vị nhân đến với học sinh, và thầy cô giáo chủ nhiệm cũng bắt tay vào cái việc là sẽ hướng dẫn học sinh như thế nào. Thế thì mình rất là ấn tượng với cái những cái phút thiền ban đầu ấy, thì mình không nói là phút thiền mà mình chỉ nói là cái mà để hướng dẫn cho học sinh cái nhận biết cái cảm xúc của mình. Thì với giáo viên của mình thì mình cũng đã hứa với, nói trước hội đồng trong năm học, nhiệm vụ đầu năm đó là với học sinh, dù không có phòng nào thì mình cũng phải dành một phòng cho các con để làm phòng xả stress. Và cái check-in cảm xúc của yêu cầu mỗi một lớp thì mình sẽ họp với ban đại diện cho mẹ học sinh, là yêu cầu mỗi một lớp ban đại diện cho mẹ học sinh sẽ cùng với cô giáo chủ nhiệm làm một cái thẻ, một cái bảng check-in cảm xúc cho học sinh. Và đối với thầy cô thì mình cũng sẽ làm một cái check-in cảm xúc cho thầy cô. Và đấy là cái việc mà để mình hướng tới cái việc tức là giúp mọi người nhận biết cảm xúc. Thế thì cái giờ học của mình thì có 45 phút, và mình nghĩ là sẽ triển khai như các bạn ấy, tức là mình sẽ làm một hoặc hai phút đầu, một hoặc ba phút đầu tiên, đó là cho các con cảm nhận cái hơi thở của mình ấy, tức là để cho các con nhận biết được cảm xúc ấy. Thì mình đang băn khoăn là của mình thì mình đang triển khai là khối 6-7, thì cũng nên có khi là mình chỉ nên làm trong cái khối 6-7 trước rồi bắt đầu mình nhân rộng ra toàn trường. Thế thì mình muốn liên kết từ cái việc mà giúp các thầy cô và các con nhận biết được cảm xúc. Việc đầu tiên là chúng ta phải đưa cái nhận biết cảm xúc đấy là bằng qua hoạt động rèn cái sự tập trung của các con, bằng việc là chúng ta cảm nhận được cái hơi thở của mình lúc đầu giờ. Thì liệu như thế thì các thầy cô cũng thấy là như thế cũng là ổn, hay là nó sẽ đưa thầy cô mình vào cái sự khó khăn hay là cái phức tạp gì không ạ? Mình đang băn khoăn chỗ đấy đấy ạ. Rất là mong muốn nhà mình giúp đỡ mình cái giai đoạn đầu thôi ạ, bởi vì mình đang cũng chưa triển khai cái việc này trong toàn tập thể nhà trường và cũng như là triển khai lớp. Hôm nay được dự với các bạn thì mình nghĩ ngay là khi mình triển khai với các thầy cô
thì chắc chắn là mình sẽ triển khai luôn cái việc là bây giờ tất cả các thầy cô chúng ta sẽ thực hành trước, chúng ta sẽ thực hành, chúng ta nghe cái hơi thở của chúng ta, nghe cái tiếng chuông, bởi vì chúng tôi cũng đã mua rồi, thì nghe cái nhịp chuông để chúng ta tập trung vào hơi thở của chúng ta, thì chúng ta sẽ là người thực hành trước, sau đó chúng ta sẽ triển khai đến học sinh như vậy. Thế thì không biết là mình đang băn khoăn là liệu là chưa làm đâu, nhưng mà mình không biết là liệu nó có gặp cái khó khăn gì không, hoặc là các thầy các cô đã đi trước rồi thì cũng chia sẻ giúp xem là mình làm như thế thì có được không hay là như thế nào thì tốt hơn ạ. Xin cảm ơn tất cả. Dạ, em sẽ trả lời câu hỏi của chị Phương Anh trước, sau đó thì em sẽ xin phép để trả lời câu hỏi của cô Lan Anh sau, được không ạ? Anh có cái trăn trở rất là đúng, đó là bởi vì chị đang cảm thấy đơn độc trên cái hành trình mà áp dụng tỉnh thức chánh niệm vào trong trường của mình, đúng không nào? Và không phải là tất cả các giáo viên trong trường của chị đều đã đi học hay là đều đã biết được cái điều này. Thế thì chị hãy lắng nghe trong thời gian tới này, bởi vì hiệu trưởng cũng mới về thôi. Thế thì chị hãy lắng nghe nhiều hơn đến người hiệu trưởng của mình, đồng cảm với người đó và xem là người đấy đang mong muốn mang điều gì đến cho trường, cũng như là vì sao đằng sau cái lý do mà người đó áp đặt lên các thầy cô ấy có một cái lý do gì đấy, thì chị hãy có cố gắng là kết nối với hiệu trưởng, thấu hiểu người đó và đồng cảm với người đó. Thì trước tiên là điều đấy chị nên làm trước. Sau đó thì trong những cái thời gian đó thì chị vẫn cứ áp dụng cho bản thân mình trước. Trên mỗi một giờ học, chị cứ trở thành một người bình an trước. Và tất cả những điều xảy đến với chị đối xử với nó bằng tất cả tình yêu thương, bằng cái sự cảm thông và bằng cái sự thấu hiểu. Thì tất cả mọi người sẽ nhận thấy được rằng là chị là một người đang thay đổi theo chiều hướng rất là tích cực. Dần dần mọi người sẽ tò mò và sẽ tự hiểu chị thôi, và có thể là tự đi theo chị đấy ạ. Đó là cái chia sẻ của em. Trước tiên thì hãy cứ làm cho mình trước đi ạ. Hãy cứ làm cho mình áp dụng những cái bài học nho nhỏ cho mình trước, và áp dụng những cái cách để mình cứu mình trước, cũng như những chiếc phao đang tự cứu mình ấy ạ. Thì mọi người sẽ cảm thấy rằng là áp dụng sẽ nhẹ nhàng hơn, chứ đừng mong rằng là mình sẽ áp dụng được cho tất cả mọi người ngay và luôn, hay là áp dụng luôn cho tất cả các con, mà hãy bắt đầu bằng chính bản thân mình trước. Mình cứ vững như một ngọn núi thì dần dần mọi thứ xung quanh mình cũng sẽ biến chuyển thôi. Còn em xin được trả lời câu hỏi của cô Lan Anh. Cái định hướng mà cô áp dụng cho tất cả giáo viên ấy, đồng bộ trong cả trường, đấy là một hướng đi rất tốt ạ. Chắc là cô cũng đã được nói chuyện với thầy Minh và cũng đã được nghe những cái buổi chia sẻ của thầy Minh trong sổ cái bụng. Thế thì đây là cách làm rất là tốt, hiệu quả, bởi vì chúng ta đang làm từ trên xuống dưới, đang làm theo một quy trình, theo một lộ trình. Thì em xin được ủng hộ cái cách làm đấy của cô Lan Anh. Bởi vì khi mà các thầy cô là cái người mà nhận được những cái hưởng lợi đầu tiên, thì các thầy cô sẽ rất là thuyết phục để có thể khiến cho tất cả các con sẽ cùng làm theo. Bởi vì sao? Các con ấy ở trường thì luôn luôn nghe theo các thầy cô rất là nhiều và luôn luôn ủng hộ tất cả những điều của thầy cô mà. Thế nếu như bây giờ các con mà thấy các thầy cô của mình ngày càng trở nên đáng yêu hơn, kết nối tốt hơn, gần gũi hơn, và lại còn lắng nghe nhiều hơn ấy, đồng cảm tốt hơn, thì em nghĩ rằng là các con sẽ theo mình thôi, không có điều gì khó khăn hết nữa ạ. Và giống như là em, thầy Minh cũng đã chia sẻ rất là nhiều trong những cái buổi đó, đúng không ạ? Trước tiên là chúng ta kết nối với nhau trước. Và nếu như cô mà áp dụng cái điều này trong mỗi buổi họp, hay mỗi một ngày đầu giờ hay là cuối ngày chẳng hạn, cứ đầu giờ, thay vì chúng ta ngồi xuống để nói chuyện nước chè với nhau, tán gẫu hay là bàn những công việc hay là lao sao, chúng ta hãy ngồi xuống và nghe tiếng chuông, hay là 5 phút thôi ạ. Chỉ có 5 phút thôi mỗi một ngày đầu giờ, để có thể ngày hôm đó các thầy cô sẽ bước vào cái buổi dạy của mình tốt hơn. Thì nếu như ngày nào cũng áp dụng cái điều đấy, check in cái điều đấy, thì em nghĩ rằng là trong một tháng hay một năm ấy, thì cái sự thay đổi trên toàn bộ hệ thống của trường cô rất là nhiều. Đây đã là minh chứng rồi, giống như là cô Việt Anh nói đấy, nó là minh chứng mà của cả một hệ thống sẽ được làm rồi, đúng không ạ? Bởi vì chính cái điều này mới giúp cho các thầy cô kết nối tốt được với nhau hơn. Không có điều gì có thể tuyệt vời hơn điều đấy đâu ạ. Thế thì em xin được ủng hộ cái việc làm của cô Lan Anh, và cảm ơn cô Lan Anh rất là nhiều. Chỉ mong sao là tất cả những hiệu trưởng đều có thể được biết đến những điều này giống như cô vậy. Và em biết được rằng là trong cái buổi họp ngày hôm nay thì có rất là nhiều thầy cô, giống như là cô Quy nữa, cũng là một trong những lãnh đạo của trường rất là lâu năm. Thì em rất là mong rằng là chúng ta hãy cùng lan tỏa cái điều này nhiều hơn. Ngay sau khóa học, em gọi là một khóa học, hay là ngay sau cái hành trình mà áp dụng 28 ngày với cuốn sách này ra, thì em mong muốn rằng là mỗi một thầy cô ngồi đây sẽ giới thiệu cho em hai người, để chúng ta sẽ tiếp tục, hai người mới, để chúng ta sẽ tiếp tục có những hành trình tiếp theo với những thầy cô khác nữa, và chúng ta sẽ nâng đỡ nhau trên cái hành trình thay đổi bản thân mình, cũng như là trở thành một người thực sự hạnh phúc trong cái nghề của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ, em mời cô Lan Anh vẫn đang giơ tay đấy ạ.
mình xin lỗi đấy ạ, thì lúc đấy quên chưa bỏ xuống, mình cũng đã nghe rồi và cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô ạ. Rất là mong là sự giúp đỡ con của các chị bạn đã đưa cô đến đây. Dạ vâng. Có ý kiến gì đấy em Phúc nói? Phúc nói đi, Phúc đang rể cao bá quát mà, cho nên đóng góp là đúng rồi. em chào cô Lan Anh. Em thấy vì cô Lan Anh làm hay quá, tuyệt vời quá, em ủng hộ cô thôi. Cô cứ tiếp tục đi, có cô Mão đồng hành nữa, em tin chắc là trường cao bá quát sẽ làm thành công. Quan trọng là cái người lãnh đạo, cái người mình tâm huyết và mình phải kiên định với cô thì mình sẽ làm được. Cảm ơn cháu Phúc nha. Yeah. Tại vì thật ra là cô Lan Anh chưa biết một thông tin, đó là cô Việt ở trường Tuệ Đức đã nhận lời với cô Mão là để đến chia sẻ cho toàn thể giáo viên trong cái hướng dẫn như thế. Vâng ạ. Vừa à, cô Việt vừa mới nhận lời lúc nãy ạ. Tuyệt vời quá. Cảm ơn em Việt nhé. Cảm ơn. Yeah. Dạ đúng rồi, em đang nghĩ là nên mình phải thay đổi giáo viên trước. Giáo viên phải thay đổi tư duy trước xong rồi thì mới có thể đem vào lớp học được. Đó cũng là cái câu trả lời cái ý kiến của em cho chị Phương Anh luôn á. Tức là hai giáo viên mình phải thay đổi trước đi. Tại vì em mọi người cũng biết là em có học qua cái lớp sờ cái bụng rồi. Nên em thay đổi được cái tư duy. Thứ nhất là em biết đến thiền, em thực hành nó và em cũng có một cái chuyển hóa nhất định, thì em thấy là nó rất là cần thiết để mình đem nó vào lớp học. Để mình hạn chế, mình giảm đi cái năng lượng tiêu cực, để giảm đi cái sự bạo động hiện tại, thì học hướng đến cái sự hòa hợp trong học sinh, trong lớp học. Bởi vì mới có câu là thầy cô giáo thay đổi thì thế giới sẽ thay đổi. Trong thiền, trong cái, bổ sung thêm cái cuốn sách Set Inside Yourself nói về thiền, mà của tập đoàn Google, một tập đoàn lớn nhất lớn trên thế giới, mà người ta thực hành thiền và người ta đem vào công việc thì rất hiệu quả. Mọi người thấy được cái tập đoàn rất lớn mạnh, thì mình cũng biết được cái phương pháp nó đúng rồi. Thì giờ mình biết được cái đường đi là đúng, thì giờ mình chỉ đi theo thôi. Quan trọng là cái tốc độ mình đi như thế nào. Mình đừng có bỏ cuộc, mình cứ đi từng bước thật là chậm, thì mình sẽ thấy được cái giá trị của nó. Còn cái việc mà mình mà muốn người khác thay đổi, mình muốn thầy hiệu trưởng thay đổi, mình muốn lớp những cái thầy cô xung quanh mình thay đổi, thì lúc đó là mình chưa chuyển hóa nhiều. Tại sao? Tại vì mình vẫn muốn thay đổi người khác. Khi mình đi học, khi em đi học, hình như bạn Tú bằng Phúc bị đơ rồi, xin mời cô Khuy ạ. Dạ, mày cho Phúc nói rồi, em mời cô Khuy ạ. Xin chào Tú, xin chào Thịnh, xin chào tất cả anh chị em trong cái hành trình cụ 4. Mình cảm thấy là lúc đầu tiên thì mình cũng đang bận một số việc, nhưng mà nên là chưa vào được. Sau đó thì mình thấy là cái ý nghĩa của bạn Thịnh và bạn Tú và tất cả các anh em trong ban tổ chức của nhà 4 mình thấy vô cùng ấn tượng và rất là hay. Mà mình cũng cảm giác là sau cái quả đỏ này lại vận hành nó nhanh đến thế, từ cái hành trình văn hóa đọc mà các bạn đã làm được những điều phi thường như này, thì mình thấy vô cùng tuyệt vời và ngưỡng cười. Thì thực ra thì mình cũng đang ở trong cái đang theo đuổi cái hành trình mà gần như gặp cô Mão trước ấy, là mình cũng như gặp một cái nhân duyên. Mình cũng rất là thần tượng cô Mão làm những cái việc thực sự là giúp đỡ cho cộng đồng cũng như là cả trường mình nữa. Và sau đó thì lại biết đến cái chị Lan Anh là hiệu trưởng của cô Mão, và mình cũng đang là những người mà giống như chị Lan Anh, cũng đang học chị Lan Anh, mà cũng rất là mong muốn đưa cái văn hóa đọc vào nhà trường, văn hóa tỉnh thức cũng như là xây dựng ngôi trường hạnh phúc như thế. Thế nhưng mà cái việc ở trường của mình ấy, thì mình cũng cũng thấy là như bạn Mão cũng góp ý với mình là mình cũng hơi tham, tức là mong muốn cũng thay đổi giáo viên, thay đổi hiệu trưởng, nhưng cũng chỉ được một phần thôi. Chứ cũng cái đồng bộ như các bạn nói đấy, là như bạn Tú nói là đầu tiên là giáo viên phải thay đổi, giáo viên phải học tập đấy, thì mình cũng làm như thế, nhưng tỷ lệ nó cũng không thực sự là nó cũng không cao.
chỉ được một số thôi. Thì qua đây thì mình cũng rất là cảm ơn cái hành trình của cái cuộc 4 này đã cho mình thêm một cái góc nhìn để mình thay đổi, và cũng mong muốn là được cái sự giúp đỡ của mọi người, như cô Mão và mọi người, rồi bạn Thịnh cũng thực sự là rất là giúp đỡ cho trường mình với cái chia sẻ đấy. Rồi mình cũng rất là mong được bạn Tú với đặc biệt là bạn Việt đấy chia sẻ cũng một hôm là dành đó để cũng giúp cho trường mình một cái buổi hoặc một cái khoảng thời gian để chia sẻ cho trường mình, để mình cũng mong muốn là vào này. Và mình cũng thêm một cái ý nữa là như bạn Tú vừa nói đấy, là làm nào để cũng đưa mình thì công nghệ cũng kém, đưa mình vào cái việc là cái Facebook của Trung này để cũng học hỏi anh chị em để vận dụng và lan tỏa đi các nơi. Rồi xin cảm ơn mọi người, cảm ơn và chào tất cả nhà mình ạ. Cho Mão xin tư vấn cho Phương Anh một chút xíu thôi. Vâng, cái Phương Anh băn khoăn không phải là điều mà chính là điều mà Mão băn khoăn cách đây 4 năm. Đấy, thật sự bây giờ mà cái việc mà Mão làm bây giờ đó là sang năm thứ tư. Vậy thì việc đầu tiên mình luôn luôn cái kết nối của mình với phụ huynh á, đấy là điều quan trọng nhất. Vậy thì kết nối điều của mình kết nối với phụ huynh bằng cách nào? Đều thông qua con của họ hết ạ. Vâng. Tất cả những cái buổi họp phụ huynh của mình hầu như đều có chữ tri ân. Tức là mình đặt cái chữ tri ân lên đầu tiên, hay đặt cái chữ biết ơn lên đầu tiên, để cho các con biết ơn cha mẹ. Đấy là cái điều đầu tiên. Và sau đó thì phụ huynh tự cảm nhận được là cái việc dần dần mình làm là vì con của họ. Còn bây giờ mình, tất nhiên là đối với cả mình thì Phương Anh nhìn thấy là mình may mắn hơn mọi người, là chị mình có chị Lan Anh, chị đồng hành. Đấy, nhưng khi mình ra một ngôi trường mới, trường mình là mới thành lập được 4 năm mà, thì ngay từ những năm đầu tiên đấy là chúng mình đã tập trung vào cái việc, mình tập trung ngay vào cái việc đó rồi. Đấy, tức là mình đã hướng dẫn các con rồi. Và năm vừa rồi đấy, giống như những một số những cái video mà mình không có mặt ở trường đâu, mà chị Lan Anh chị quay hộ mình đó, đó là hoàn toàn bọn trẻ con tự tập hết trong toàn bộ một cái giờ truy bài. Và lớp mình là kiểm tra bài, giờ truy bài là không kiểm tra bài cũ nữa, mà kiểm tra bài cũ các con đã check từ tối hôm trước hết rồi, báo cáo trước rồi. Cho nên là buổi sáng cứ bắt đầu giờ truy bài một cái là bắt đầu các con tập thiền, bởi vì mình có cái bài dẫn thiền. Vì cấp 2 thì nó có một cái khác, nó giống như cấp 3 của Phương Anh ấy, đó là bọn mình là dạy theo giờ. Ví dụ như mình hôm đấy mình chỉ có tiết 4 hoặc tiết 5 chẳng hạn, vậy thì tiết 1 mình cũng không thể ra trường được, thì mình chỉ mất học kỳ 1 thôi. Xong bắt đầu từ học kỳ 2 thì bọn trẻ con tự tập. Thế có những hôm mình không ra đầu giờ đâu, thế thấy chị Lan Anh chị đi qua kiểm tra các con, thế thấy chị quay cho một đoạn. Bọn trẻ con thì có một cái phần của mình là gồm có một cái buổi đấy của mình là gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là bao giờ các con lời dẫn thiền. Dẫn thiền thì lần trước mình đã tặng tất cả mọi người. Còn đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau đó thì các con mát xa mắt. Bởi vì bên trường mình thì có một cái công ty mắt có đến và hướng dẫn các con mát xa mắt. Giống như chính là cái bài thiền xong của mình á, là dạng xả thiền ấy. Đấy. Thế nhưng mình không nói gì về thiền thiết gì cả. Đấy. Thế xong đến cái thứ ba, đó là cái mà các con sẽ đưa ra những cái, ví dụ như giơ tay lên một cái như này là con luôn hiếu thảo với cha mẹ và ông bà. Đến giơ tay như thế này là con luôn chính trực với chính bản thân mình. Xong đặt tay lên tim này này là con luôn hứa với chính bản thân mình. Đấy, tức là hôm nào các con cũng đọc như thế, nó tạo thành một cái thói quen. Nhưng nói thật là để tạo một cái thói quen này là mình mất cả một cái học kỳ 1 ấy. Và mình cũng đã thử cho các con ra ngoài sân bóng, bởi vì trường mình có một cái sân bóng rất đẹp. Nhưng ra ngoài đó và mình đã làm không thành công. Không thành công ở một chỗ là bọn trẻ con nó nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn, bởi vì nó nhìn thấy nhiều thứ lắm. Ui, mặt trời kìa, cây kìa, nhiều thứ lắm. Thế là cuối cùng mình quyết định là các con lớp mình là thiền đứng. Đấy, tức là thiền đứng thôi. Thực ra nó chỉ mất khoảng tầm 7 phút. Tất cả trọn vẹn là 7 phút thôi. Đấy. Các thầy cô mình có thể sẽ gửi lại cái video đó, xong rồi các thầy cô có thể xem lại xem nó như nào. Đấy là những cái mà mình làm rất chậm từng bước một. Phương Anh ạ, 4 năm rồi đấy, chứ không phải là bắt đầu như năm nay mới được đâu ạ. Đấy là thực sự là mình đã làm 4 năm rồi. Có chị Lan Anh là chị biết đấy ạ, đấy là mình làm. Nhưng quan trọng nhất là mọi người muốn thay đổi, vậy thay đổi phụ huynh bằng cách nào? Đó chính là thay đổi phụ huynh trong buổi họp phụ huynh. Cứ buổi họp phụ huynh mà
làm cho mình. Vậy cái buổi họp phụ huynh đầu năm là buổi họp phụ huynh quan trọng nhất. Việc đầu tiên là để cho phụ huynh không có cơ hội để nói gì nữa cả. Bởi vì chỉ có nhìn và ngưỡng mộ cô thôi, không còn cơ hội để nói gì cả. Đấy, tức là mình làm cái bài bản đấy nó phải rất chặt. Đấy, xong sau đó là cũng buổi sau như thế thôi. À, buổi họp phụ huynh của lớp mình là nó giống như là một cái buổi đi dự tiệc á. Và chia tổ, sau đó là các phụ huynh lên nói, lên chia sẻ thôi. Xong rồi cuối giờ thì người ta cứ hát hò thôi. Thế mọi người còn đi qua cứ thấy lớp mình hát hò thôi. Nhưng thật sự nó là những buổi họp phụ huynh nó không giống truyền thống một tí nào nữa. Bây giờ nó không còn là, không còn giống như là cái văn bản mới nhất của năm nay ra ấy, đó là dự giờ không được xếp loại khá và giỏi khi chỉ có tương tác một chiều. Vậy thì nếu bọn mình chỉ có tương tác một chiều là bọn mình không được xếp giờ khá và giỏi rồi. Vậy mình cứ để phụ huynh làm đi. Đấy, phụ huynh còn chia sẻ, nhiều phụ huynh còn giỏi hơn mình nhiều bởi vì họ có những cái học hàm học vị rất tốt mà. Nên là mỗi một phụ huynh có một cái quan sát đa chiều khác. Nên là Phương Anh cứ làm từ từ thôi, cứ làm cho lớp chủ nhiệm của mình trước, đừng làm các lớp vội, bởi vì làm các lớp vội thì người ta có thể sẽ nghĩ những cái khác. Cứ làm cho lớp mình trước, sau đó mình thấy hay các lớp khác tự học, tự đến hỏi mình học. Cảm ơn tất cả mọi người. Thịnh là gì cũng gật đầu á. Cảm ơn cô Mão. Em cảm ơn cô Mão. Cảm ơn Tú. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Cô Mão ơi, cô Mão chia sẻ cái cấu trúc buổi họp phụ huynh lên nhóm được không ạ? Giáo án hay là slide gì đấy cô Mão ơi? Thực ra là cái phần chia sẻ của chị Mão chúng ta có thể lại trong một điều, đấy là chị Mão làm được, đó là hạ cái tôi của một giáo viên xuống để kết nối được tốt hơn với phụ huynh của mình, để xây dựng niềm tin cho phụ huynh đấy ạ. Bởi vì nếu như khi nào mà chúng ta còn cái tôi lớn, tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi là giáo viên trong trường, tôi yêu cầu phụ huynh phải trân trọng tôi, tôn trọng tôi hay là làm theo tôi, thì chúng ta sẽ khó có thể áp dụng như điều đấy. Nhưng khi chúng ta đã hạ cái tôi xuống để tiến thành một cái người bạn phụ huynh ấy, kết nối tốt hơn phụ huynh, thì chúng ta sẽ làm được mọi thứ tốt hơn, đúng không ạ? Chúc mừng chị Mão, chúc mừng trường Cao Bảo Phát đã làm những điều mà khiến cho tất cả những người đây đều mong muốn là mình sẽ làm được điều đấy. Cảm ơn cô Mão rất là nhiều ạ. Và chắc là anh Thịnh ơi, chúng ta sẽ phải kết thúc cái buổi ngày hôm nay thôi đúng không nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như thầy cô nào bận thì mọi người cũng có thể out trước ạ. Còn nếu như không thì mọi người có thể tiếp tục trao đổi và chia sẻ với nhau. Em cũng sẽ ngồi đây để lắng nghe thôi ạ. Mình phải xin phép out trước vì mình hẹn các con rồi. Mình hẹn các con hôm nay hướng dẫn các con một vài thứ. Cảm ơn chuyên gia Thịnh hôm qua đến hướng dẫn cho các con phần avatar tuyệt vời, sản phẩm rất tuyệt vời nhưng bí mật chưa thể khoe được ạ. Dạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mão xin phép out trước. Dạ. Cái bữa hôm nay là quá tuyệt vời. Bây giờ mình chỉ cần khác một bài xong rồi mình kết thúc là được anh Thịnh ơi. Dạ. Như cô Mão nói là cuối cùng là phải có văn nghệ nha. Văn nghệ với... Dạ. Mẹ của em nó gần hết pin rồi thì có thể là trong lúc này sẽ có ao bất cứ khi nào. Thì em cũng xin được chào mọi người trước nhé. Tạm biệt mọi người và chúc mọi người sẽ tinh tấn hơn trên con đường thực hành tỉnh thức. Anh Tịnh có thể xem một bài hát, bài... Rồi. Bên cả nhà, chúc nhật cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ. Ôi bài này đúng là hay. Anh Thành đây, em đang nghĩ trong bài này, tự nhiên anh mở bài này luôn, quá tuyệt vời. Không nghe âm thanh anh ơi. Ồ, chưa nghe. Sorry, đơn xe lại. Cái này là chỉ có nhạc piano thôi, anh chưa có kịp sạch nha, cho nên là free when my heart stays open.
I am free when my clear. Only my brother, only my sister, let's work together, my fully. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian cho buổi hôm nay ạ. Xin chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành và luôn vui tươi, hạnh phúc. Xin hết ạ. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà mình mở mic lên cùng chào nhau ạ. Cảm ơn cả nhà mình. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Xin chào mọi người. Lớp một con.